Rồi, không biết còn anh chị nào muốn chia sẻ nữa không ạ? À? Rồi, ok, My cảm ơn chị Liên. Hy vọng là sẽ gặp chị Liên vào lần sau, trở thành bestseller ha. Và My biết là cũng sẽ có một số anh chị hôm bữa giờ thi tốc chiến á, thì mình cũng sẽ tò mò sao là chưa thấy á, nhân sâm có cơ hội tốc chiến gì. Không biết là nhân sâm có phần thưởng gì đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị hóng, comment chữ hóng lên khung chat ạ. Bao nhiêu anh chị hóng tốc chiến này xong, Canada Vita sẽ hỗ trợ anh chị những gì và anh chị sẽ nhận được giải thưởng lớn như thế nào. Mới bật mí là có vàng trên phố số 9 nha anh chị. Anh chị nào thích vàng thì comment to lên khung chat. Anh chị nào thích vàng thì comment to lên khung chat đi ạ. À, anh chị nào thích vàng à? Hóng kìa, hóng kìa, hóng. Có ai thích vàng không ạ? À, nếu mà ai thích vàng thì hãy giúp My gửi đường link này cho đồng đội nha. Hãy giúp My gửi đường link này cho đồng đội để mình cùng tiếp tục ha. Bởi vì anh chị biết đó, thích vàng thì phải bán được hàng, mà bán được hàng thì phải có bí kíp vàng anh chị ha. Và bí kíp vàng hôm nay là anh chị, bí kíp vàng hôm nay đó là biên tập video dính như keo để thôi miên khách hàng anh chị nha. Vì thế là anh chị hãy giúp My gửi đường link này đến cho đồng đội của mình để cùng nhau giật được bí kíp vàng ngày hôm nay, để chúng ta có cơ hội giật vàng của Canadian Vita mùa tốc chiến này anh chị nha. Và tất nhiên kế hoạch cũng giống như là những gì mà sẽ bật mí cho anh chị về những hỗ trợ cũng như những phần thưởng ngất ngây con gà tây của Canada Vita thì sẽ bật mí vào Zoom ngày tối mai anh chị ha. Hôm nay mình chỉ thông báo sương sương thôi, nên anh chị chuẩn bị tâm lý và chuẩn bị hò hẹn cũng như là chia sẻ với đồng đội mình để tối mai vào Zoom để mà biết được Canada Vita hỗ trợ anh chị tốc chiến như thế nào nha. Rồi, và anh chị nhớ giúp My á, là anh chị sẽ điền thông tin vào Zoom giúp My từ ngày 17 tháng 4 cho đến ngày 17 tháng 5, khi mà anh chị tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo và điểm danh trên Zoom của Canadian Vita. À, Zoom sẽ khóa vào lúc 9 giờ anh chị nha. Thì anh chị sẽ có cơ hội quay vòng quay may mắn để trở thành một trong ba người may mắn trúng giải thưởng với giá trị là 1,5 triệu. 1,5 triệu anh chị chỉ cần là học và điền link vào, điền điểm danh thôi, anh chị có cơ hội trúng 1,5 triệu là giải nhất, giải nhì là 790 và giải ba là 400 anh chị nha. Vì thế là anh chị nhớ là Zoom 9 giờ sẽ khóa, nên anh chị hãy giúp My gửi đường link này cho đồng đội anh chị ha. Và anh chị biết không, đến cuối giờ thì còn có cả phần thưởng, phần may mắn nữa. Vì thế là anh chị hãy cố gắng nha. Không thích vàng mà dùng dâm xâm khỏe như trâu vậy. Ủa, nếu mà khỏe, vừa khỏe như trâu mà vừa có vàng có tiền nữa, anh có thích không ạ? À, thích hay là rất thích ạ? À, vâng, vì cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và bây giờ để chúng ta hiểu hơn một xíu về Sâm, hiểu hơn về cái tên mà người phụ nữ lúc nãy mà chị Liên có nhắc đến và gửi lời cảm ơn anh chị, thì anh chị có muốn gặp chị ấy không ạ? Anh chị có muốn gặp chị ấy không ạ? Nếu muốn gặp thì hãy thả bông thả tim đi. Mình sẽ mời chị ấy lên chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện mà cái tâm huyết của chị về Sâm như thế nào, để anh chị hiểu hơn về cái tình yêu của chị, cũng giống như là cái mong muốn chị muốn lan tỏa ở rugby hay và hơn thế nữa như thế nào về Sâm anh chị nha. Là xem thử bảo đủ bông đủ tim chưa, chưa đủ bông đủ tim thì em không mời chị lên đâu nha. À, bởi vì là hôm nay là đã uống Sâm vào thì khỏe, mà đã khỏe thì phải năng lượng, mà năng lượng thì sẽ ra ngân lượng, mà ngân lượng thì mới mua vực vàng anh chị nha. Vâng, rồi em cảm ơn rất là nhiều. Xin phép em sẽ mời chị Thanh Thúy ha. À, đại diện phía BDV sẽ chia sẻ chúng ta về những tâm huyết cũng như là những trăn trở, cũng giống như là bật mí một chút xíu về kế hoạch tốc chiến cho anh chị anh chị nha. Vâng, em mời chị Thúy ạ. À, Hello cả nhà, xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt ở trong Zoom tối ngày hôm nay. À, khi nãy mình vào Zoom á, thì Zoom mới có 10 người mà bây giờ Zoom sắp lên 100 người rồi mọi người. Xin cảm ơn MC Mimi dễ thương, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng. Thật ra hôm nay trời nắng nóng rồi buổi chiều trời lại mưa nữa, cho nên cái người nó hơi mệt mệt đó. Nhưng mà khi vào Zoom thấy Mimi thì dường như là năng lượng lại tràn tràn trề ha mọi người. Và Zoom thì không có đông lắm, nhưng mà sau khi ngồi một lát với lại Mimi thì mình cảm thấy rất là năng lượng. Thì hy vọng là mọi người cũng sẽ mở cam lên và tương tác ở trong Zoom để cho vũ trụ sẽ gọi tên mình cuối 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 giờ nha mọi người. Chào Hiền em. Hôm nay cái chương trình hôm nay á, thì rất là đặc biệt nha mọi người, nên là các anh chị em mình tranh thủ gọi thêm đồng đội vào
Và nhất là những cái anh chị em đã tham gia cái chương trình quay video cùng Canadian Vita thì biết đâu được là hôm nay mình sẽ bất ngờ nhận được một cái giải thưởng đặc biệt nào đó từ nhà BDB. Và chào dược sĩ Nguyễn Dung. Từ nhà BDB và từ mentor Lê Hằng xinh đẹp nữa nha mọi người. Mentor Lê Hằng xinh đẹp rất là có tâm luôn, vừa training vừa làm rất là nhiều việc, mà còn mua sẵn rất là nhiều cái món quà để tặng cho tất cả các anh chị em. Và đặc biệt qua 5 tuần phát động cái những cái buổi học làm video thì mọi người biết ở trong đây có một cái người rất là đặc biệt đã gửi đến hơn 30 cái video về cho Canadian Vita. Thì thật sự rất là cảm ơn tất cả các anh chị em đã quan tâm đến những cái buổi đào tạo của Canadian Vita. Và hôm nay mình lên đây mình cũng muốn chia sẻ với mọi người. Có lẽ là bữa giờ mọi người, anh chị em ở đây có ai không đến cái chương trình tốc chiến của Canadian Vita không mọi người? Chắc có lẽ các anh chị em thấy Canadian Vita hơi im lìm một chút, cho nên mọi người cũng cũng đang thắc mắc đúng không? Tại vì Canadian Vita cũng là một cái nhà PDB mới lên Rugby, nên là mình cũng đang ngồi mình ngóng xem là những đàn anh đàn chị đi trước mọi người đang làm gì. Nhưng mà thật sự là cũng không có quên. Và hôm nay thì ở công ty cũng đã thiết kế một cái chương trình tốc chiến rất là đặc biệt dành riêng cho tất cả những cái anh chị em yêu thương yêu mến nhân sâm Canadian Vita, thì chắc chắn sẽ không làm cho mọi người thất vọng, giống như cái câu chuyện mà rùa và thỏ đó mọi người. Thỏ có chạy nhanh cỡ nào nhưng mà con rùa cuối cùng cũng sẽ về đích. Thì hy vọng là Canadian Vita dù có thiết kế một cái chương trình tốc chiến cho mọi người hơi hơi chậm một chút xíu, nhưng mà sẽ khiến cho mọi người thật sự hài lòng. Mọi người thích cái chương trình tốc chiến nó như thế nào hả? Thấy mentor Lê Hằng rất là surprise luôn rồi. Mọi người thấy các nhà BDB ở trên Robby đang làm cái chương trình rất là nóng bỏng về vàng, rất là cháy luôn, thì mọi người có thích vàng không? Bây giờ mình làm gì ta, mình cũng làm vàng hả mọi người? Hay là mình làm gì đó nó lạ hơn, nó đặc biệt hơn? Thấy ở trên đây mọi người làm những cái chương trình ví dụ như là tặng một cây vàng 4 số 9 9 số 4 đó mọi người. Một cây vàng hay là một chỉ vàng hả? Một chỉ vàng cho tốc chiến tặng trai. Tặng trai không chị ơi. Thường là một củ sâm vàng. Ô đúng rồi. Đây là một cái phần thưởng cũng rất là đặc biệt á. Nếu mà là một cái chỉ vàng á, thì mình có thể mang đi bán, chứ cái củ sâm vàng chắc mình có phải là mình sẽ để dành mình trưng, xem như đó là một cái phần thưởng rất là đặc biệt phải không mọi người? Hay là mình sẽ thiết kế một cái chương trình là giải giải nhất là sẽ được một củ sâm vàng, một củ sâm làm bằng vàng hả mọi người? Các anh chị em ở dưới, những cái fan hâm mộ, những anh chị em rất là yêu thương nhân sâm. Và cho tới giờ phút này thì tốc chiến đã chạy được đến một tuần lễ rồi mà Canadian Vita vẫn im lìm, chưa có khởi động. Thì có lẽ là mọi người, nhưng mà những anh chị em vào đây thì
chắc chắn một điều là mọi người không quan tâm lắm về những cái phần thưởng, ở ngoài kia, cho nên mọi người vẫn vẫn vào đây để mà học tập, để mà nghe những cái chương trình đặc biệt, thì thật sự sẽ không có làm cho mọi người thất vọng. Sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt, rất là đặc biệt để cho gửi đến tất cả các anh chị, những cái người yêu mến, đồng hành cùng Nhân Sâm, sẽ tiếp sức cho mọi người trên cái đường đua để cho mọi người về đích một cách huy hoàng. Chương trình sẽ bật mí vào tối ngày mai. Thì ngày mai mình sẽ có, em chào chị Thúy, chào đại lý Trinh Hà Nội. Chương trình đặc biệt sẽ được bật mí vào tối ngày mai, là tối thứ ba nha mọi người. Mình đừng có quên là mình sẽ truyền về cho đội nhóm của mình để cùng tham gia tối ngày mai, để mình xem cái chương trình của Canadian Vita sẽ đặc biệt như thế nào và nó có làm cho mọi người chấp nhận được không? Hiện bây giờ ở trên kệ Robby á mọi người, những cái sản phẩm á thì đang có 5 sản phẩm hiện tại ở trên kệ Robby. Trong đó có hai cái sản phẩm là sâm củ khô 100g và 200g. Thì có rất là nhiều đại lý khi mà đến showroom á, thì mọi người cũng rất là bất ngờ với lại cái hộp sâm khô 100g, thì nó rất là nhiều cái củ khô ở trong đó. Và với cái củ khô 100g đó đó, mình có thể ngâm vào trong một cái bình rượu khoảng 5 lít đó mọi người. Thì cũng có rất là nhiều những cái anh chị đại lý mà khi mà chưa mua cái sản phẩm á, chỉ mới thấy hình ở trên kệ thôi, thì mọi người còn đang lưỡng lự, nhưng mà khi đến cửa hàng rồi á, thì mọi người cũng đã quyết định là về nhà sẽ lên đơn để mà đặt mua một cái hộp sâm. Thì và cái sản phẩm mà hiện bây giờ mà tất cả những cái đại lý mà mọi người cho là cái sản phẩm mà tiện dụng nhất, mà sử dụng hiệu quả nhanh nhất, đó là cái sâm lát á. Thì đó là những cái sản phẩm mà mình khi mình đi kinh doanh cũng sẽ rất là dễ. Dĩ nhiên là Canadian Vita thiết kế một cái chương trình, một cái phần thưởng xứng đáng dành riêng cho những anh chị đại lý về về đích trước tiên, nhưng mà kèm theo đó là những cái sản phẩm của mình cũng phải thật sự dễ bán, thật sự là mình có thể lan tỏa được, chứ không phải là chỉ vì cái phần thưởng mà mình lại ôm một đống hàng. Thì cái điều đó là cái điều mà PDB không bao giờ mong muốn. Canadian Vita rất là mong muốn tất cả những cái sản phẩm mà khi đại lý mua hàng thì sẽ được đến tay người tiêu dùng, chứ không phải là vì mình mua để mà mình vì cái phần thưởng, hoặc là vì để mà mình chạy đua. Thì thật sự là những cái sản phẩm ví dụ như sâm mật ong hay là sâm lát, thì khi mình sử dụng và mình lan tỏa, nó thật sự rất là hiệu quả và rất là dễ luôn. Khách hàng, dù cho những cái người mà người ta có khó tính đi nữa, khi người ta nhìn thấy và người ta ngửi, người ta nhìn thấy cái lát sâm, hoặc ta ngửi thấy cái hương vị của nó, và người ta có thể cho khách hàng của mình thử trải nghiệm một hai lát sâm, thì chắc chắn mọi người sẽ chốt được đơn trong 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 cái lúc đó luôn ha mọi người. Chị ơi, cái bình rượu trên kệ bán bao nhiêu? Cái bình rượu trên kệ, à cái bình rượu phía sau đây, cái bình rượu phía sau này là cái bình rượu 5 lít đó đó chị Trinh. Cái này là nó đây, và kế bên đây cũng đang có một bình rượu. Thì bình rượu này là cái bình rượu 5 lít. Đây là sâm tươi để mà ngâm rượu, và sâm tươi để cắt những cái hoa sâm lên để mà trang trí cho nó đẹp thôi.
Nhưng mà khi mà mình dùng cái củ sâm khô á, thì như mọi người cũng biết rồi, một khoảng 3 đến 4 kg sâm tươi thì mới sấy lên được 1 kg sâm khô. Cho nên cái củ, khi mà cái củ khô á, nó gặp rượu nó sẽ nở ra và nó sẽ ra dược chất rất là nhanh. Và cái nó có cái màu, nó lên cái màu rất là nó giống như óng ánh lên cái màu vàng vậy đó. Cho nên khi mà mình dùng cái hộp hộp củ khô 100 gram hoặc là 200 gram để mình ngâm rượu á, thì chỉ cần khoảng 3 tháng sau là mình đã sử dụng được rồi. Ví dụ như bây giờ bỏ ra một triệu rưỡi để mua, 1,5 triệu, 2 triệu gì đó để mua một cái bình rượu, một cái bình rượu á, một cái chai rượu á, thì nó cũng có khoảng được một lít hơn. Nhưng mà thật sự khi những cái anh chị em mà đi đến showroom người ta trải nghiệm cái rượu sâm á, thì anh nào cũng nói là trời ơi cái này rất là ngon luôn á. Tại vì mình cũng không có biết dùng rượu. Và hôm nay mình cũng có chia sẻ một số cái hình ảnh những cái củ sâm tươi để mà đưa lên trên trên Zoom á, thì trên group á, thì để cho các anh chị em xem. Thì thường á, là tới khoảng tháng 9, tháng 10 á, là sẽ thu hoạch nhân sâm, sâm tươi. Thì khi đó là hy vọng là năm nay thì Canadian Vita sẽ phân phối nhân sâm tươi lên kệ Robby để cho tất cả các anh chị em có thể mua và sử dụng và có thể tự tay mình ngâm một cái bình hoa hoa sâm. Và cũng cũng chia sẻ với mọi người là trong xuyên suốt cái chương trình mà 90 ngày tốc chiến, là từ đây còn đến 90 ngày nữa, thì sẽ cũng có một vài sản phẩm được lên kệ tiếp theo. Tại vì ở bên showroom thì hiện bây giờ đang có hơn 10 mã sản phẩm, nhưng mà trên kệ thì mới lên có 5 cái sản phẩm thôi mọi người. Cho nên là từ đây đến tốc chiến á, thì cũng sẽ có thêm nhiều cái sản phẩm để cho mọi người lựa chọn mà kinh doanh tiếp. Và đặc biệt là mọi người đừng có quên cái buổi Zoom tối mai sẽ thông báo với mọi người về cái chương trình phần thưởng đặc biệt dành cho những cái anh chị em tham gia tốc chiến cùng Canadian Vita. Cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều. Trời ơi, thấy chưa? Khi nãy Mimi nói là trong Zoom một lát lên tới 1.000 người, mới lên nói chuyện lát cũng lên được 960 người rồi. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Nguyễn Thế Chiến, cảm ơn anh nha. Vâng, cảm ơn chị Thúy rất là nhiều ạ. Anh chị có thể thả bom thả tim để gửi lời cảm ơn đến chị Thúy mà. Lúc nãy giờ chị Thúy ngồi trò chuyện không mà mi đọc lên khung chat mi rất là không biết là anh chị có đọc không, nhưng mà mi đọc lên khung chat thì mi rất là thấy là rất là mắc cười luôn anh chị. Để mi đọc lại cho anh chị nghe nha. Có một số feedback rất là thực tế luôn anh chị, rất là thực tế luôn. Mi thấy là ví dụ như anh Bình, mình hợp với xong từ khi dùng xong chiều vợ được 50 phút rồi. Ở trên nữa, thêm nữa là dùng xong khỏe, một người khỏe mấy người vui luôn rồi. Em nào không cho chồng uống xong là sai lầm, uống xong vô thì ôi trời ơi. Rất là nhiều chia sẻ từ các anh luôn á mọi người. Không, tuy là hài hước một chút xíu, nhưng mà đúng thực tế là tại vì như anh chị biết là nhân sâm là một vị thuốc từ bao đời nay rồi đúng không ạ? Và đặc biệt đã là sâm nguyên chất thì cái hiệu quả nó cũng sẽ nhanh hơn đúng không? Anh vui thì em cũng vui và cả nhà đều vui đúng không ạ? Thì vì thế là cũng cũng mong là anh vui thì anh cũng sẽ lan tỏa với vợ, và vợ vui vợ cũng sẽ lan tỏa với hàng xóm, và hàng xóm vui thì mình cũng lan tỏa hết phường hết quận anh chị nha. Vâng, mình cảm ơn rất là nhiều ạ. Và hôm nay thì anh chị nhớ thì hãy điền điền tên thông tin vào cái phần form mini game, nhờ hot chuyển giúp mi cái link mini game lên ạ, để mà cuối giờ mình quay số trúng thưởng ha. Và ai ở đến cuối Zoom và có cơ hội được vũ trụ gọi tên thì sẽ có cơ hội nhận được phần quà của Sâm anh chị nha. Và đặc biệt nữa, những anh chị mà đã muốn quay được cái vòng quay may mắn trúng thưởng về 1,5 triệu hay là 400 hay là 700 mấy đó, là anh chị hãy điểm danh anh chị đừng quên nhé.
và giúp My gửi link Zoom đến đồng đội. 9 giờ mình sẽ khó Zoom anh chị nha, 9 giờ mình sẽ khó Zoom. Và đặc biệt ngày hôm nay giống như My đã nói rồi, muốn mà để dập được vàng của xong thì chúng ta phải có bí kíp vàng, mà muốn có bí kíp vàng thì chúng ta phải biết cách bán hàng, mà muốn biết cách bán hàng thì chúng ta phải biết làm video anh chị ha. Và hôm nay với phần một trong những nữ minh tinh của xong mà rất là không có xa lạ, rất là quen thuộc với những anh chị yêu xong, mà chúng ta đã được hỗ trợ rất là nhiều kiến thức về làm video, về tất cả những về những cái gì đó mà My thấy rất là anh chị rất là hào hứng học luôn. Vì thế là anh chị biết ai mà nếu mà anh chị biết thì thầy comment giúp My cái chị mentor đó không ạ, một chị gái sinh năm 91 đến từ thành phố Thanh Hóa, đến từ Thanh Hóa, và cũng không khác mọi khi, hôm nay mỗi khi mà chị gặp chị là năng lượng nguồn ngục luôn mọi người, nguồn ngục luôn. Mỗi lần gặp chị là chúng ta chỉ là gọi là vừa học rất là vui, bởi vì mọi người biết là khi mà chúng ta học với một người năng lượng á, thật sự là mình cũng sẽ được cộng hưởng cái tần số năng lượng của người ta, mình cảm thấy rất là thoải mái, không có bị stress, không có bị áp lực, vừa vui mà vừa bổ ích đúng không ạ, lại có thêm quà nữa. Vậy thì còn gì bằng ạ? Ta nói là bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn rất bi. Vì thế hãy gửi link Zoom này cho đồng đội giúp My anh chị nha. Còn có 4 người nữa lên 1.000 người mà sao khó thế, dễ thôi mà đúng không ạ. Và My tin mỗi khi mà chị Hằng xuất hiện thì chị Hằng sẽ nâng tiếp tục con số phòng Zoom này lên, bởi vì nội lực và cũng như là năng lượng của chị rất là khủng khiếp luôn. Vâng, xin phép là nhờ mọi người thẻ bông thẻ tim đã welcome mentor của chúng ta lên, đã là mentor 1 sao chị Lê Hằng ha. Hôm nay chị chúng ta sẽ chia sẻ cho chúng ta về biên tập video chính như kèo thôi miên khách hàng anh chị ha. Hôm nay chị Hằng sẽ thôi miên chúng ta như thế nào đây, xin mời nhường mic cho chị Hằng ạ. Tôi cảm ơn MC siêu năng lượng, lúc nào cũng năng lượng đỉnh cao ngút ngàn. Mình bị lấn áp luôn đó mọi người, năng lượng của My nó đốt cháy làm cho Hằng cũng cảm thấy là rén luôn. Ok rồi, cảm ơn MC siêu năng lượng và duyên dáng Mimi, cảm ơn Hoa hậu Sông chị Thanh Thúy đã có những cái chia sẻ về kế hoạch 90 ngày đấu chiến mà khiến cho anh chị em là phải muốn có ai mà nghe xong phần chia sẻ của chị Thúy mà muốn xỏ dép và chạy luôn không mọi người. Có anh chị em nào đi lấy dép để xỏ để chạy cho các chị. Ok, thực sự Hằng phải cảm thấy là gọi là vô cùng hóng, vô cùng hào hứng, gọi là vô cùng muốn xỏ cái giày vào chạy luôn cùng với Canadian Vita mọi người ạ. Bởi vì chưa bao giờ mà thấy là đi kinh doanh mà được hỗ trợ gọi là như một cái mâm buffet á các anh chị, như một cái mâm buffet mà được hỗ trợ tận răng tận miệng luôn, chỉ việc là bỏ vào miệng nhai thôi. Chỉ việc là bỏ vào miệng nhai thôi. Quá trời là những cái sự hỗ trợ đó mọi người, đã cầm tay chỉ việc, đã đồng hành sát sao, đã đào tạo, đã gọi là tìm ra tất cả những cái phương án để mà hỗ trợ cho anh chị em, xong rồi lại còn chuẩn bị quà cáp bao la ngập tràn, như kiểu là từng cái buổi học xong rồi lại học xong rồi từng tuần áp dụng xong lại có quà xong. Mình học xong một chuỗi mình lại có một cái cơ cấu giải thưởng siêu to khổng lồ, xong một cơ cấu giải thưởng siêu to khổng lồ 100 triệu chưa gọi là còn chưa trao, lại tiếp tục tới một cái bão quà tặng của 90 ngày đấu chiến. Hằng thực sự thấy là không cái nơi nào mà bằng cái nơi này luôn các anh chị ạ. Ở bên ngoài á, ôm hàng lè lưỡi ra mới được chiết khấu ở như mình đó mọi người, mà chẳng có ai hỗ trợ. Hằng chia sẻ thật với mọi người là ngày trước Hằng cũng từng ôm hàng bán hàng rồi mọi người ạ. Ôm một lúc mấy chục triệu tiền hàng mà xong rồi chục ngày sau gọi là có hàng phải đi cấp cứu trên bệnh viện đó mọi người, chục ngày sau không thấy mặt con bốt. Không thấy mặt con bốt hỏi han mình rằng em ơi có bán được cái gì chưa, không luôn mọi người ạ. Mà ở đây trong khi mình chả bỏ cái gì đúng không mọi người, đi thậm chí là vào học còn có quà nữa, có quà chưa cần mua sản phẩm đã có quà trải nghiệm, đã có sản phẩm trải nghiệm để mà bán hàng rồi, chưa biết cách bán hàng như nào thì lại được vào học cầm tay chỉ việc từng ly từng tí một, xong rồi bây giờ xu hướng đang là gì thì mình được học luôn.
Có Hằng thì chia sẻ thật với mọi người là những cái mà Hằng đưa ra, Hằng chia sẻ cho mọi người, Hằng kèm cặp cho mọi người, Hằng đào tạo cho mọi người là ở trong những cái khóa học ở 6 triệu, mười mấy triệu ở bên ngoài, mà ở đây các anh chị chả phải bỏ đồng xu đồng cắc nào, các anh chị được học một cách hoàn toàn miễn phí. Thực sự ra là không phải là Hằng lên đây nói phào phào nước bọt cho các anh chị đâu các anh chị ạ. Mà chị Thanh Thúy cũng phải có một cái phần thù lao với Hằng, đây là chia sẻ thật chứ không phải là Hằng lên chia sẻ không. Nhưng mà ở đây các anh chị là những cái người mà được lợi nhất luôn, những cái người mà được lợi nhất luôn. Phải thực sự ở đây mọi người phải thực sự là gửi lời cảm ơn rất nhiều với tới chị Thanh Thúy đi các anh chị ạ. Chị rất là tâm huyết, vừa bỏ công bỏ sức, vừa bỏ tâm huyết, vừa bỏ rất là nhiều tiền bạc để mà hỗ trợ cho các anh chị, để cái hành trình này các anh chị đi một cách trơn tru và bùng nổ nhất. Anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì các anh chị hãy gửi thật là nhiều bông nhiều hoa tới chị Thanh Thúy. Và nếu mà ở đây mọi người thấy là những cái gì mà chị Thanh Thúy cho mình, những cái gì mà Canadian Vita cho mình á, nó nhiều và các anh chị cảm thấy nó thực sự rất là biết ơn, thì các anh chị hãy giúp cho chị Thanh Thúy, hãy giúp cho Canadian Vita, hãy giúp cho ekip ban tổ chức trong cái ngày hôm nay, các anh chị hãy giúp một cái hành động rất là nhỏ thôi mọi người, là share cái link này đi khắp muôn nơi, đi khắp mọi nơi để khều khều những anh chị em đồng đội của mình vào đây để mình cùng nhau mình gì ạ, khều vào là khều vào cái chỗ mà tốt đẹp, khều vào cái chỗ mà phát triển, mà khều vào cái chỗ mà có thể kiếm tiền được các anh chị ạ. Đó thì các anh chị khều đồng đội của mình vào đây để tất cả chúng ta đều có một cái kỹ năng mà Hằng phải nói là trong thời điểm này nó là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa, các anh chị là thời điểm vàng mà bắt buộc là mình phải có cái kỹ năng này luôn các chị. Và chắc chắn là ở đây ai cũng biết cái tầm quan trọng của việc làm video rồi đúng không mọi người? Đấy, việc mà chúng ta xây dựng profile thôi là cả một nghệ thuật rồi. Và thế nhưng cái việc mà xây dựng profile trên trên trang trang Facebook cá nhân đúng không? Nó chỉ là một cái góc nhỏ trong cái kinh doanh online hiện tại bây giờ thôi. Còn bây giờ mở rộng cái tầm nhìn ra một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang còn bỏ một rất là nhiều những cái kênh mà nó vô cùng tiềm năng. Và hiện tại ba kênh lớn nhất bây giờ nó là kênh gì, mọi người thử comment lên khung chat giúp Hằng nhá. Mọi người thử comment lên khung chat giúp Hằng xem ba cái kênh mà lớn nhất hiện tại bây giờ là những cái kênh nào mà các anh chị còn chưa khai thác được. Các anh chị comment lên khung chat giúp Hằng nhá. Comment lên khung chat giúp Hằng ạ. À. Đồng thời là sẽ giúp Hằng share cái link này cho đồng đội của mình. Và các anh chị nhìn xem, ngó xem, soi xem là có đồng đội nào của mình mà đang rất là cần cái kỹ năng là xây làm video. Để mà làm sao mới vào bán hàng, Facebook nó còn nghèo nàn quá đúng không? Không có tương tác mà người thân bạn bè còn chả thèm like comment cho cái đúng không? Thế thì phải có kỹ năng làm video để làm sao ạ? Thâm nóng cái Facebook lên, để cho Facebook rộn ràng lên, để cho người thân, người quen, bạn bè tự dưng là thấy sao lạ lạ ta. Xong rồi bữa nay nhìn bữa nay cái bà Mimi này lại lên làm video biết nói cái gì đây, mà ngày trước đến giờ đã có thấy xuất hiện trên video bao giờ đâu. Thế tự dưng ngó ngó xem là mình làm cái gì, thì có phải bắt đầu là cái Facebook của mình rộn ràng lên, bắt đầu là người khác bắt đầu ngó vào đúng không? Thế thì những anh chị em mới cũng rất là cần làm video, còn những anh chị em cũ mà thấy là cái kết quả của chúng ta chưa có gì bùng nổ lắm thì video cũng sẽ giúp cho cái gì bùng nổ. Vì chúng ta có thể là khai thác được rất là nhiều những cái nền tảng khác nhau đúng không? Rồi những anh chị mà đang tuyển dụng thì càng phải biết làm kỹ năng làm video đúng không các anh chị? Bởi vì sao? Chúng ta xây dựng thương hiệu không chỉ gói ghém ở trong một cái góc Facebook được. Và nếu mà chúng ta xây dựng nhân hiệu mà chúng ta chỉ biết đăng bài thôi thì nó còn chưa đủ, nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta biết làm video thì chúng ta xây dựng nhân hiệu một cách rất là nhanh chóng và sẽ để lại cái dấu ấn rất là sâu đậm ở trong mắt khách hàng của mình, ở trong mắt khách hàng tiềm năng của mình đúng không mọi người? Đấy, thế nên là mọi đối tượng đều phải cần có kỹ năng làm video. Thế nên là nếu anh chị thấy là biết ơn Canada Vita, biết ơn những gì chị Thanh Thúy đã cho chúng ta, biết ơn những gì chị Jenny đã cho chúng ta, thì hãy share cái link này về cho đồng đội nha. Chúng ta sẽ đặt mục tiêu là làm sao chúng ta bây giờ 96 người đúng không? Là nếu mà đặt mục tiêu là 100 thì nó thấp quá cái gì,
Thôi mình đặt mục tiêu 150 đi được không mọi người? Đấy, cái mục tiêu gì nó phải khiến cho mình sợ sợ tí, hưng phấn tí, nó vượt tầm với của mình tí thì mình mới có hào hứng để mình làm đó mọi người. Thì bây giờ Hằng thách thức các anh chị ấy, làm sao mà kéo được cho cái Zoom của mình lên 120 người. Thì có thể là Hằng sẽ giống như gì nhỉ, Hằng sẽ khêu khêu chị Thúy, sẽ dụ dụ chị Thúy để mình có thêm những cái phần quà tuyệt vời hơn cho các chị, đúng không ạ? Đúng không mọi người? Nếu mà chúng ta kéo lên được 150 người thì Hằng sẽ trong buổi ngày hôm nay Hằng sẽ khêu khêu chị Thúy, dụ dụ chị Thúy để mà tặng thêm quà cho các chị, đúng không ạ? Hiện tại đang là 3 phần quà các chị. Và nếu chúng ta là lên được 150 người thì chị Thúy sẽ tặng cho các chị thêm thêm bao nhiêu nữa chị Thúy? Chị Thúy comment lên khung chat đi. Để là động lực các chị share link. Hằng nói bây giờ mỗi người chỉ cần rủ được 2 người thôi thì cái con số 150 nó quá là ít các anh chị ạ, à? Quá là ít đúng không ạ? Đấy, chúng ta làm gì phải cũng phải có mục tiêu hết đúng không ạ? Chúng ta cấp số nhân thôi thì nó đã được 180 người, có nghĩa là một người rủ một người thôi đã được 180 người rồi, 6 lần ôi. Đấy mọi người ơi, chị Thúy được cái hào phóng mọi người ạ, hào phóng. Thế nên là các chị cứ hành động đi, là kiểu gì chúng ta cũng sẽ ngập tràn quà tặng. Ok, uống sân đều đặn thì người ngủ ngủ cổ thức là sao em? Ngủ cổ thức là sao? Ok, à rồi rồi em hiểu rồi, em biết ngủ gì. Rồi ơi đấy. À, các chị không những uống sâm là người ngủ củ đức mà uống sâm còn là tuyệt trí tưởng tượng, hình dung là bay cao bay xa nữa các anh chị ạ. Ok đấy đấy, chị Thúy vừa tăng lên 6 phần quà cái là người vào lia lịa đây này đấy. Ok, có cái kích cầu cái là nó khác luôn đúng không chị, phải có chất bôi trơn là nó khác ngay, nó trơn tru ngay. Ok mọi người, rồi thì ngày hôm nay Hằng sẽ tiếp tục đến với một cái chủ đề mà nó là một cái chủ đề mà nó sẽ khiến cho các chị là nâng cao cái level làm video của mình lên một tầm cao mới, lên một tầm cao mới đúng không mọi người? Hằng thấy rất là nhiều anh chị hỏi, ủa sao em lại ghép được cái này vào ta, sao em lại ghép được cái kia vào ca ta, sao em lại ghép được hình con khỉ vào nhảy nhảy, xong rồi em lại ghép được cái bà vào cười ha ha ha. Ok, không biết là các anh chị có hóng bí mật của những editor mà gọi là có sở hữu những cái video triệu view ở trên mạng xã hội, họ đã dùng những cái công cụ gì, họ đã làm như thế nào để mà sản xuất ra được những cái video mà lấy đi được nước mắt của người ta và lấy đi được tiếng cười của người ta mọi người. Đấy, nếu mà các chị em hóng thì comment lên cùng chat là hóng nha. Và chúng ta cũng đừng quên nhiệm vụ là 6 phần quà đang chờ chúng ta ở cuối chương trình, nếu chúng ta kéo được lên, tức là mỗi người dụ thêm được một người các chị nhá. Rồi, hóng không ạ? Hóng không? Ok. Ok mọi người, hóng là hàng hàng cần 96 cái hóng nha, 96 cái hóng và thêm bao nhiêu nữa ạ? 50 54 cái hóng nữa. 54 cái hóng là được không ạ? Mọi người được không? Hàng thách thức là mỗi người ở đây gọi được một người đấy, thách thức anh chị luôn. Đấy thì kiểu gì chúng ta cũng có 6 phần quà đúng không ạ? Rồi ok, hóng hóng. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị. Rồi thì ngày hôm nay á, chúng ta sẽ đi vào 2 phần. Thứ nhất là biên tập và thứ hai là edit các anh chị, biên tập và edit nhá. Vì Hằng thấy là có một số anh chị quay nhưng mà thực sự thì cái cách mình quay á, mình cũng chưa biết quay làm sao để cho nó chuẩn nhất, quay làm sao để cái video của mình có khả năng thôi miên khách hàng. Được chưa? Thì ngày hôm nay Hằng sẽ tiết lộ hết trong cái chương trình chia sẻ của Hằng, và cái nội dung này thì nó nằm ở trong một cái khóa huấn luyện về làm video chuyên sâu, một cái khóa đào tạo về làm video chuyên sâu là 13 triệu cái gì ạ. Ok, nhưng mà này ngày hôm nay thì các anh chị sẽ được học hết đấy. Thế nên là thay vì là chúng ta phải bỏ tiền ra đi học đúng không, thì coi như là mỗi một lần, mỗi một người mà chúng ta mời được vào Zoom là các anh chị trả cho Hằng mấy triệu, được chưa? Trả cho Canadian Vita mấy triệu. Đấy, thì đó chính là cái phí để chúng ta học ngày hôm nay các anh chị nhá. Rồi, cảm ơn chị Giang, cảm ơn tất cả anh chị. Và ngoài ra thì đợt này á, thì Hằng cũng thấy là các anh chị có vẻ là giảm nhiệt làm video đúng không mọi người? Không hiểu thế nào mà tuần năm, cái bài tập tuần năm mà được hai
hai người nộp bài tập. Hằng không hiểu là mọi người có bị lỗi hay là lát mạng hay gì không. Hằng chỉ hy vọng là cái Hằng cứ nghĩ là cái driver của mình bị lỗi, Hằng phải loát đi loát lại mấy lần mà vẫn cứ thay hai cái tên. Buồn ghê gớm buồn luôn mọi người ạ. Trong khi lên đào tạo giá cả học ra 2 tiếng đồng hồ và gọi là rất là tâm huyết để mà hướng dẫn cho mọi người làm luôn, mà không hiểu sao đến khi mà lục vào cái file làm bài tập được hai cái tên mọi người ạ. Thế buồn ghê gớm. Thế nên là mọi người nếu mà muốn cảm ơn em, muốn cảm ơn Canadian Vita thì mọi người làm ơn chăm chỉ lên. Mọi người làm ơn áp dụng những cái gì mà kiến thức của Hằng bỏ tiền ra học để biến thành kiến thức của mọi người đi, bằng cách là mọi người phải làm thì nó mới biến được thành kiến thức của người khác, thành kiến thức của mình được. Còn nếu mọi người không làm thì thực sự nó vẫn là của cô trả cô thôi, của Hằng trả Hằng thôi. Học xong cái bỏ ra 1-2 tiếng đồng hồ cả buổi tối, thay vì ngồi ôm chồng, thay vì ngồi chơi với con thì vào đây học, nhưng mà học xong chả làm gì thì có phải là phí không? Lãng phí của mình 2 tiếng đồng hồ mọi người đấy. Thế nên là mọi người cố gắng làm sao mà học xong phải áp dụng dùng em nhé, học xong áp dụng làm video dùng em. Và mọi người làm ấy thì phải để ý những cái link mà em gửi trong nhóm, là cái link làm bài tập ấy, thì cái tuần năm được 2 người thì biết trao giải kiểu gì. Thế là một ông nhất một ông nhì hết phim. Thế là 2 người mà nộp bài tập vào tuần năm là được giải hết các chị ạ. Thế nên là em nói rồi, con người ăn nhau ở cái khúc cua đó các chị đấy, con người ăn nhau ở khúc cua. Thế là khúc cua các anh chị nghỉ ngơi sơi nước cái là hai người là có giải luôn, mà giải bự chứ không phải giải nhỏ nha. Ok rồi, bây giờ chúng ta đã, ủa sao vẫn đứng im 96 người cái gì, mọi người cấp số nhân đi dùng hàng cái nào. Chúng ta học học cấp số nhân cho các chị đấy. Ok thì bây giờ các anh chị đã sẵn sàng để đến với cái buổi ngày hôm nay chưa? Nếu mà sẵn sàng rồi thì các anh chị sờ lên khung chat giống Hằng nào. Rồi anh đặt comment gì đây? Mơ tưởng về cô Hằng mà không điền form hả? Trời ơi, mơ tưởng về cô Hằng là phải điền mạnh lên chứ, điền nhiệt huyết, điền nhiệt tình, điền hết mình vào chứ. Mơ tưởng về cô Hằng mà lại không điền form nữa thì cô Hằng rầu ruột luôn, buồn không ăn được cơm luôn, tối đêm không ăn, ngày không ngủ được luôn. Đấy, mơ tưởng kiểu đó là cô Hằng đêm không ăn, ngày không ngủ được luôn mọi người, vì rầu quá. Rồi, ok, mọi người sẵn sàng rồi, comment lên khung chat sờ giúp em nào, test năng lượng của mọi người xíu mọi người ơi, test năng lượng của mọi người xíu nào, sờ mạnh mẽ lên, ôi trời ơi. Mọi người có biết là cái ngôn từ của mình, cái trạng thái cơ thể của mình nó tác động lên cái năng lượng của các anh chị rất là nhiều không? Và từ cái năng lượng đó nó sẽ tác động lên kết quả kinh doanh của các anh chị. Được chưa? Mà nếu mà chúng ta năng lượng cứ xèo xèo ấy nền thì làm ăn được cái gì? Đấy, đúng rồi, cho tay cơ bắp vào rồi cho lửa bốc cháy lên, cho hoa bay tung tóe lên các anh chị. Rồi sờ vào lửa sung sướng, đúng rồi, anh Chiến có vẻ nhớ bài. Ok mọi người, sờ mà mới có 2 cái sờ hay, sorry mọi người, mới có 29 cái sờ là chưa đủ rồi. Em bao giờ cũng vậy, em không muốn bỏ ai lại, không muốn bỏ ai lại khi mà mọi người chưa sẵn sàng hết. 97 cái chị phải đảm bảo cho hàng 97 cái sờ lên khung chat để mà không còn ai đang ở cái trạng thái là chưa sẵn sàng. Sẵn sàng là gì ạ? Mọi người sẽ chọn cho mình một cái chỗ ngồi yên tĩnh, tập trung. Mọi người sẽ chọn chuẩn bị cho mình những cái bút và cái sổ. Rồi anh chị chuẩn bị cho mình một cái ly nước để mình tập trung hoàn toàn vào cái buổi học ngày hôm nay, để mọi người nắm được hết những cái mà hàng chị truyền ra. Các anh chị ạ, đấy, mình không mất tiền thì mình phải học với cái tâm thế giống như đi mất tiền, giống như mất tiền. Thì mình mới làm ngon lành được. Vì sao mà thời gian vừa qua động lực ghê gớm là ngày nào Hoàng cũng có video, vì sao? Tiền nó đè cho, không làm một ngày là mất 500.000. Đấy, thử bây giờ một ngày các anh chị không làm video mất 500.000 xem. Có đau xót tâm hồn mà ngày nào cũng phải làm lè ra một cái video. Ok, rồi tâm thế ly nước trống. Rồi, bây giờ thì Hằng sẽ chia sẻ màn hình này. Đấy, tóm lại là vẫn có những người mà người ta chỉ đứng nhìn người khác comment thôi. Đấy, các chị này cho mình vào cái top 80% rồi.
top 20% chăm chỉ là không chịu, cứ chịu nằm trong top 80% những người mà chỉ đứng nhìn người khác làm, khổ quá. Rồi, ok. Rồi ngày hôm nay thì Hằng sẽ chia sẻ sơ qua về cái phần biên tập video cho các anh chị nhá. Biên tập video mà dính như keo. Đấy, các anh chị có bao giờ tự hỏi vì sao những cái mẫu quảng cáo ở trên TV, rồi những cái phim truyền hình, rồi những cái mà nó thuộc về điện ảnh chuyên nghiệp ấy, vì sao mà các anh chị lọt tầm mắt vào rồi mãi không không lọt ra được không các anh chị? Anh chị có bao giờ đặt câu hỏi vì sao mà các anh chị thà vào một cái đoạn video review phim nào đó mà các anh chị không thoát nổi ra không các anh chị? Các anh chị có bao giờ tự hỏi vì sao mà những cái phim điện ảnh mà khi mà mình dán mắt vào rồi cái là mình không gỡ cái mắt được ra không các anh chị? Có bao giờ tự hỏi không các anh chị? Ok, mọi người có bao giờ tự hỏi là vì sao mình xà vào những cái video rồi short phim ngắn rồi các thứ là mọi người không không lôi mình ra được, nên là cứ vì thế thì mình bị cuốn đi mãi mà mình chả biết là ố không biết là mình làm gì mà chiều hôm nay hết cả cả thời gian. Có không ạ? Nếu mà ai đã từng rơi vào cái trạng thái là tự dưng đang đang lướt đang chuẩn bị đăng bài Facebook hay là đang đi comment comment với khách hàng tiềm năng tự dưng xà vào cái đoạn phim review nào đó rồi mãi không thoát ra được rồi tự dưng xà vào cái TikTok để đi tìm ý tưởng, thế rồi là tự dưng thấy mấy cái video hấp dẫn qua ngồi xem mãi xà vào mãi không 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 rút chân ra được. Có không các chị? Đấy, nếu mà chỉ có 5 người ở đây bị á thì chưa, chúc mừng 94 anh chị còn lại là mình quản lý thời gian cực kỳ tốt. Xin đa tạ, à sorry, xin bái phục anh chị đấy, chúng ta đã có 100 người rồi các chị, xin bái phục anh chị nhá, vì Hằng là rất là hay bị như vậy luôn, rất là hay bị như vậy luôn, thế nên là Hằng mới nói khi mà các chị nắm trong tay cái kỹ năng biên tập ấy, thì các anh chị sẽ khiến cho thôi miên khách hàng luôn, sẽ khiến cho người ta không thể rời mắt, bị cuốn vào cái video của mình luôn. Ok, có những cái bí mật mà khi mà mọi người chưa học thì mọi người sẽ chưa biết đâu. Ok, thì muốn biết là lý do vì sao mà mình lại bị thôi miên như vậy thì ngày hôm nay mọi người sẽ xem kỹ nhá, xem kỹ và ghi chép lại các anh chị nhá. Thì hôm trước thì các anh chị đã được học về edit rồi, thì chúng ta đã biết về những cái công cụ rồi đúng không các anh chị? Thì chúng ta sẽ có công cụ để mà edit và biên tập video, ví dụ như là cắt cắt Canva, Meitu và những cái dụng cụ để mà chúng ta phục vụ cho việc chúng ta làm video. Thực sự thì có nhiều anh chị là nhắn tin cho Hằng hỏi là ai quay cho em cái đoạn này rồi em có người quay cho không? Không các chị ạ, à, Hằng tự quay hết đấy, nhưng mà các anh chị cứ nghĩ là có ai quay cho em, và có rất là nhiều những người mà tức là người ta chịu khó ở cái mức độ mà khiến cho người khác phải nghĩ là à họ có cả một ekip. Ví dụ như là ngày trước Hằng có xem một cái cô này, cô là triệu phú trẻ tuổi ở Trung Quốc nha, xuất phát điểm cũng nghèo lắm đấy chị, xuất phát điểm là bố mẹ mất sớm, là mồ côi rồi sống với bà, thế nhưng mà cũng trở thành triệu phú từ vài cái video thôi đấy chị, trở thành triệu phú từ một cái kênh YouTube và cô làm video về nấu ăn đấy. Thế nên là mọi người biết là cái sức công phá của video nó khủng khiếp lắm, nó khủng khiếp lắm luôn. Nhưng mà thời đầu tiên á thì cũng đâu có ai quay cho cô đâu, nhưng mà cô toàn tự quay cả. Nhưng mà vì sao mà người ta lại hỏi là có ekip quay không, tại vì là quá chịu khó đi quá chịu khó quay, nhưng mà phải có cái dụng cụ hỗ trợ là gì, cái này các anh chị này, các anh chị có thấy hàng tấm gì không? Cái tripod các anh chị nhé, cái tripod là cái giúp cho các anh chị, hỗ trợ cho các anh chị quay như là một cái người trợ lý đấy. Mọi người ở đây nói chung là nếu mà chúng ta đã xác định đi theo cái con đường làm video thì tốt nhất các anh chị đầu tư cho mình cái tripod. Vì sao? Những cái gì mình bỏ tiền ra thì nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của mình nó tiện lợi hơn, được chưa? Và giúp nếu mà chúng ta làm video, chúng ta đầu tư cái tripod này. À, em nói là các anh chị đi đâu các anh chị cũng quay được, đi đâu các anh chị cũng chụp được, làm gì các anh chị cũng có thể để cái tripod ở đây các anh chị quay
Đó, thì sau đó các chị có làm video rất là nhiều những cái cảnh quay mà các chị có thể đưa vào lồng ghép vào, và từ đó cái video của mình sẽ sinh động lên. Chứ mọi người có bao giờ quay xem một cái phim mà chỉ có một cái người nhân vật chính đứng nói, ai mà xem đúng không mọi người? Ai mà xem, chỉ có quay một cái góc người ta đứng nói, ai mà xem đúng không mọi người? Đấy, hàng thách thức mọi người xem được một cái phim mà tầm khoảng 15 phút mà chỉ có người đứng nói, trừ khi nó là dạng video, mà chia sẻ về kiến thức, hay là người đó có cái kỹ năng kể chuyện vô cùng lôi cuốn ấy thì các chị mới ở lại, còn không còn lâu mới có thể có khả năng thôi miên các chị. Còn đa số là sẽ có cái bí mật là người ta sẽ có rất là nhiều những cái shot quay khác nhau ráp lại để cho cái video nó được sinh động và nó có khả năng thôi miên mọi người. Và một cái video có khả năng thôi miên mọi người có biết là cứ 3 giây nó sẽ thay đổi góc quay và shot quay một lần. Mọi người để ý đi, 3 giây thay đổi shot quay một lần. Xíu nữa thì Hằng sẽ cho mọi người xem những cái demo nhá, demo về những cái video như vậy. Rồi. Thế nên mọi người nên đầu tư cho cái chi bot cho mình nhá. Có những cái chi bot rẻ rẻ có trăm mấy chục nghìn, chưa tới 200.000. Nó quá là xứng đáng để chúng ta đầu tư đi. Mọi người thấy xứng đáng thì comment cho Hằng hai chữ xứng đáng đi. Đúng không? Đó là công cụ kiếm cơm, đó cũng là đầu tư đó các chị. Đó là đầu tư mà đầu tư thông minh nhỉ. Đó là đầu tư mà đầu tư thông minh á, xứng đáng đúng không? Đấy, sau khi mà Hằng review cho mọi người thấy cái gì nó cũng xứng đáng cái gì nó cũng xứng đáng hết. Và chúng ta đã quyết định là đi trong cái sự nghiệp kinh doanh online á, mà chúng ta không đầu tư những cái dụng cụ để cho mình làm video á, thì nói thật là các anh chị sẽ rất là lâu lên thấy chưa? Trừ khi là các anh chị phải có cái tư duy làm video tốt, trừ khi các anh chị phải có tư duy làm video tốt nhá. Rồi, tiếp theo là ánh sáng này. Ánh sáng ở đây mọi người thấy ánh sáng có quan trọng không? Nếu mà chấm cái độ quan trọng thì mọi người sẽ cho ánh sáng là mấy điểm? Nếu thang điểm từ 1 đến 10. Nếu chấm cái độ quan trọng thì mọi người sẽ cho ánh sáng mấy điểm từ 1 đến 10? Chị Yến là 9, chị Yến là 10, chị Huyền Trân là 10. Chị Nguyễn Hoài là 9, chị Hồ Hiền là 10. Chị Hiền em 10, 10, 10, wow. Phải nói thật là các chị em tư duy quá là tốt luôn. Không biết là mọi mọi người làm video có chú ý ánh sáng nhiều không, nhưng mà Hằng thấy ở đây là comment đúng hết luôn các chị ạ. Comment đúng hết luôn. Nhưng mà không biết là cái lúc mình quay thì cái tư duy về ánh sáng của mình có để ý về cái ánh sáng nhiều không. Nhưng mà có một cái câu nói của những người mà live stream các chị, gọi là thánh livestream và livestream cả nghìn đơn ấy, là người ta nói rằng là đầu tư cho ánh sáng là đầu tư thông minh nhất. Đầu tư cho ánh sáng là đầu tư thông minh nhất. Mọi người có biết là cùng một cái điện thoại nhá, hay là cùng một cái đồ trang sức đúng không? Khi mà không cho ánh sáng vào nhìn nó rất là bình thường, nhìn nó rất là phèn luôn mọi người. Kể cả nó là kim cương nhé. Mọi người cứ hình dung một cái viên kim cương đi, nhưng mà để một cái không gian mà nó tối, mọi người nhìn thấy cái viên kim cương nó rất bình thường không, nhưng mà mọi người thử bỏ vào một cái tủ kính. Vì vậy mọi người để ý cứ vào cái tiệm vàng, là ở trong cái tủ tiệm vàng có nhiều bóng đèn đó mọi người, có nhiều bóng đèn không ạ? Ở trong tủ tiệm vàng của người ta có nhiều bóng đèn đó mọi người, hay là mọi người vào những cái siêu thị nó nhiều bóng đèn đó mọi người, tất cả những đồ vật được bóng đèn nó chiếu vào nó đều trở nên lung linh, nó đều trở nên sang chảnh, nó đều trở nên sang theo ở một cái cấp độ rất là cao luôn đấy, thấy chưa? Thế nên là khi mà người ta live stream á, là người ta ít nhất khi live stream người ta có ba cái con đèn live stream, ít nhất khi live stream người ta sẽ có ba cái đèn live stream đấy chị. Hai cái đèn sẽ để hai bên, hai cái đèn sẽ để hai bên, và một cái đèn thì để trước mặt và để sẽ ở cái góc check xuống dưới một chút xíu, check xuống dưới một chút xíu. Thì bắt đầu lúc này á, mọi người cứ xem mấy cái cô mà hot girl bán quần áo đúng không? Trời ơi, khi mà mình người ta mặc cái đồ quần áo lên người sao mà nhìn nó sang đấy, nhìn cái vải cái màu nó sang đấy, nó đẹp thế. Đúng không? Nhìn người ta mặc cái gì lên cũng thấy đẹp hết trơn, nhưng mà đến khi mình nhận thì thấy ồ, nó cũng bình thường, sao nhìn nó không lung linh như ở trên livestream nhỉ?
Bởi vì bí mật ở đây là gì mọi người? Bí mật ở đây là gì ạ? Là ánh sáng mọi người. Bí mật của những người live stream chính là ánh sáng. Được chưa? Thế nên là khi mà người ta mặc lên cái đồ gì cũng thấy đẹp hết. Đương nhiên là người ta có những cái bí mật khác nữa. Nhưng ánh sáng là một cái rất là quan trọng ở trong cái việc mà làm video hay là live stream, hay là gọi là review về những cái đồ vật, thì mình cũng cần, rất là cần ánh sáng. Và thường á, là nó, nếu mà nói về ánh sáng, nó cũng rất là nhiều cấp độ, nhiều level nha. Rất là nhiều cấp độ, nhiều level. Còn nếu mà anh chị của chúng ta, ít nhất trong một cái video á, mọi người phải đủ sáng để nhìn rõ cái đồ vật đó. Và nếu như cái điện thoại của các anh chị á, cái cam của mình nó chất lượng của nó không được tốt lắm đúng không, mà mình chưa đủ điều kiện để mình sắm một cái điện thoại mười mấy triệu với lại 20 triệu ấy, mười mấy triệu á, thì thôi mọi người chịu khó bỏ tầm đầu tư tầm 1 triệu cho ánh sáng đi, thì nó sẽ giúp hỗ trợ cho cái video của mọi người, cái chất lượng video rất là tốt luôn. Đó, nó sẽ hỗ trợ cho cái chất lượng video của các anh chị rất là tốt. Còn điện thoại của mình đã cùi rồi mà ánh sáng còn tối nữa thì thôi. Thì thôi, Hằng nói thật là mở cái video lên người ta không muốn xem. Mở cái video lên người ta không muốn xem vì nó kiểu người ta cảm giác là không dễ chịu, không thoải mái. Người ta đã căng thẳng rồi, người ta lại còn căng cái mắt ra người ta xem video của mình nữa, thì người ta sẽ không tiếp tục theo dõi cái video của mình, mà người ta sẽ đi tới cái video khác người ta xem. Đấy. Em quay xong chỉnh bằng Android cũng được, nhưng mà nó sẽ không bằng ánh sáng khi mà mình làm video gốc nhá. Khi mà mình làm video gốc có ánh sáng vào thì nó sẽ khiến cho video của mình tăng chất lượng hơn. Nó sẽ khiến hỗ trợ cho cái chất lượng video của mình, được chưa? Và đây là một số những cái cách mà mọi người lựa chọn bóng đèn này. Thứ nhất là mọi người quay cận cảnh đúng không? Quay cận cảnh nó áp dụng cho những cái video, ví dụ như mọi người đứng chia sẻ như này, hay là mọi người quay những cái dạng mà biểu cảm gương mặt, hay là mọi người quay những cái dạng mà nấu ăn đấy, hay là review về những cái đồ vật mà trang sức hay quần áo này kia, đúng không? Quần áo thì nó ở xa xa một xíu, nhưng mà đa số là cái dạng này á, thì mình sẽ dùng cái đèn tròn live stream. Ở đây có ai chưa biết cái đèn live stream không ạ? Ai chưa biết comment số 0 nhá. Có ai chưa biết cái đèn tròn live stream không mọi người? Đấy. Ở đây thì nếu mà chúng ta thường để mà ánh sáng một cách tốt nhất thì là ở trong không gian nhà mình á, thì mình nên có ba cái đèn để chiếu hai bên và ở trước mặt các anh chị nhá. Có nhiều anh chị là hỏi là ủa vì sao mà cái mặt thì tối mà mờ kinh khủng, là vì mọi người chọn ngược sáng, kể cả mọi người chụp hình ngoài trời cũng vậy, mà mọi người đứng ngược sáng xem đố khi nào mà cái mặt các anh chị có thể sáng được, đố các anh chị luôn, mà ở đằng sau nó phản cái ánh sáng ngược lại. Thế nên là cái cách mình tư duy về ánh sáng nó sẽ giúp cho cái chất lượng video của mình tốt hơn. Đấy, khi mà chúng ta chọn là cái mặt của chúng ta quay về hướng ánh sáng thì bao giờ là cái mặt của mình nó dạng nét hơn. Còn nếu mà các chị đứng quay ngược, có một số anh chị là khó như thế này này. Có anh chị nào rơi vào cái trường hợp là khó như thế này? Tại vì cái không gian của nhà mình không có. Thành ra là ở chỗ đó thì được cái là nó gọn gàng, mình đứng thì nó gọn gàng, nó có cái backdrop gọi là chấp nhận được. Nhưng mà khi mà chọn cái chỗ đó để quay video thì vô tình đó lại là cái chỗ mà treo bóng đèn. Thì mình đứng đó mình quay thì nó rơi vào đúng cái điểm mà ngược sáng cái gì ạ? Bởi vì bóng đèn đằng sau thì nó sáng, nó dọi cái lưng mình sáng mà cái mặt mình nó lại tối. Đúng không? Có ai bị tình trạng như vậy không mọi người? Mọi người soi lại mấy cái video của mình xem có bao giờ mình bị tình trạng như vậy không? Đấy, còn một cái giải pháp để cho các anh chị mà rơi vào cái tình trạng như vậy á, tức là nhà mình không có không gian, đúng không? Nhà mình không có không gian và cái ánh sáng của mình hiện tại là mình chưa có điều kiện đầu tư, đúng không? Thì các anh chị chọn một cái không gian mà ở ngoài trời cũng được, nhưng mà nó đủ sáng nha. Ở ngoài trời nó đủ sáng mà nó đừng có chói quá và anh chị đừng có ngồi ngược sáng. Và các anh chị chịu khó nếu mà muốn quay theo phong cách chân thật đấy,
thì mình có sao mình cứ sâu vậy, không cần thay thông thay nền gì cả. Còn nếu mà các anh chị muốn là mình chuyên nghiệp hơn thì các anh chị có thể thay phông nền, nhưng mà các anh chị nên nên mua cho mình cái phông xanh. Phông xanh thì đầu tư chỉ có trăm mấy chục nghìn thôi các anh chị ạ. À, phông xanh thì đầu tư chỉ có trăm mấy chục nghìn thôi, nhưng mà khi các anh chị tách nền á là người ta không biết các anh chị tách nền luôn, vì nó tách rõ từng cái sợi tóc của các anh chị luôn. Còn hàng hàng thấy rất là nhiều anh chị tách nền nhưng mà nó lem nha lem nhem, nó ăn vào áo rồi nó ăn vào mặt, nó ăn vào tóc, nhìn nó nhìn phát là trông giả chân liền rồi. Hằng biết là nhiều khi các anh chị cũng muốn là nhà mình nó không được gọn gàng thì mình thay cái nền để cho nó đỡ hơn, nhưng mà đỡ thì không đỡ mà là nó lại thấy mất đi cái sự chân thật, đúng không? Còn nếu mà chúng ta đã chót làm rồi thì làm cho tới, gọi là đã thay nền rồi thì phải thay cho nó thật. Thì làm sao để nó thật thì mua cái tấm tấm phông nền xanh nhé, xanh lá cây đó. Hằng có gửi link vào trong nhóm mấy lần rồi đấy, anh chị em nào để ý thì sẽ thấy nha. Còn nếu không á, các anh chị theo phong cách chân thật đi, theo phong cách chân thật thì có gì mình cứ sâu đấy, bởi vì Hằng đã từng theo dõi những cái kênh TikTok đó các anh chị, mà người ta cũng quay từ những cái lúc mà nghèo khó cho đến bây giờ thì người ta xây nhà xây cửa rồi đó. Tức là mọi người sẽ cho mọi người cứ chân thật là chính mình, có gì sâu đấy thì nó thứ nhất là mọi người sẽ đi được đường dài mà mọi người không cảm thấy là áp lực, không cảm thấy là áp lực, không cảm thấy là phải gồng, không cảm thấy là mình sợ, mình phải gọi là ngại ngùng xấu hổ gì đó. Và cái chị đi được một cái đường xa thì lúc này á, cái chị sẽ cho khách hàng có một cái tâm lý là theo dõi như là một bộ phim dài tập. Cái gì ạ? Như kiểu là khách hàng đang được sẽ theo dõi bộ phim Cô Dâu 8 tuổi theo dõi từ cái lúc khổ cho tới lúc sướng, từ lúc mà bệnh bệnh ốm ốm cho tới cái lúc khỏe, theo dõi từ cái lúc mà đang xấu xấu cho tới lúc đẹp, đúng không? Thì cái này là giống như một bộ phim mà cái kết hoa hậu, đúng không mọi người? Thế là mọi người cứ sâu chân thật, có gì sâu đấy. Thì đó cũng là cái hiện tại nhé, hiện tại nó là cái mà giúp cho mọi người chạm tới trái tim của khách hàng, của khán giả một cách dễ dàng nhất, là bằng sự chân thật mọi người ạ. À, là bằng sự chân thật. Bây giờ mọi người để ý trên TikTok á, không phải là cứ quay video chuyên nghiệp là lên xu hướng đâu, mà những cái người nào chân thật thì lại lên xu hướng. Cái cứ người nào chân thật cứ là chính mình rồi cứ quay theo theo những cái gì mình có, và từ cái sự chân thật đó lại khiến cho chạm tới trái tim của người khác, và từ đó thì người ta theo dõi và theo dõi miết luôn. Và mình có cái gì thì mình sâu cái đấy thì nó đi rất là dễ dàng, đi rất là nhẹ nhàng, chả phải gồng cái gì cả, đúng không ạ? Mọi người công nhận không? Thế nên là mọi người có thể là lựa chọn trường phái. Còn nếu mà mình cảm thấy là mình muốn là theo cái kiểu mà chuyên nghiệp cơ thì mọi người hãy mua đầu tư cho mình cái phông xanh nhá. Ok chưa? Rồi, còn Hằng thấy là trong cái hành trình làm video á thì nó cũng có rất là nhiều những cái kỹ thuật và rất là nhiều những cái mà mình cần phải đầu tư. Nhưng mà nếu mà anh chị em nào mà gọi là cảm thấy đang khó khăn quá thì mình đầu tư cái nào cần thiết trước, được chưa? Đầu tư cái nào cần thiết trước, còn cái nào mà mình có thể là cải thiện bằng cách là mình ví dụ ánh sáng mình đi ra ngoài trời mình quay, nhưng mà đừng quay cái lúc trời nắng gắt, được chưa? Quay cái lúc mà trời vừa đủ ánh sáng dịu dịu xíu, và mình ngồi thì ngồi đừng có ngược sáng, xong rồi treo cái phông xanh lên đằng sau, mọi người có thể thay tách nền thoải mái, được chưa? Còn nếu muốn chân thật thì cứ vậy quay thôi, ok chưa? Rồi, còn thời trang thì người ta đợt này á, bây giờ á, nó có thêm cái đèn studio. Có ai biết, có ai từng vào studio chụp ảnh chưa? Chắc chắn là ai cũng từng chụp ảnh cưới là cũng biết cái đèn vuông vuông này, đúng không mọi người? Đúng không? Có ai không biết cái đèn vuông vuông mọi người? Cái đèn này á thì ưu điểm của nó là gì ạ? Ưu điểm của nó là sẽ cho ra cái ánh sáng nó rất là mịn, mà nó rất là đều, rất là mịn mà rất là đều. Mọi người để ý khi mà mọi người đi chụp nhá, khi mà mọi người đi chụp ảnh thì người ta vừa đi, mặc dù là đi chụp ảnh ngoài trời nhá, người ta vẫn mang theo một cái tấm hắt sáng, đúng không? Vẫn mang theo một cái tấm hắt sáng là cái tấm tròn tròn như này này, mà nó giống như kiểu nó chẵn gương ấy, nó cứ hất 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 này để cho mặt cô dâu bừng sáng lên để chụp cho nó đẹp đấy. Đấy đấy, mọi người đi chụp ảnh cưới thì mọi người sẽ biết. Còn trong studio thì nó phải có một cái hệ thống đèn vuông vuông như này này. Thì bây giờ thực ra những cái đèn vuông vuông vậy thì có rất là nhiều những cái đèn rẻ rẻ,
cái đèn rẻ rẻ thôi, thì nếu mà ai mà cần thiết lắm thì có thể sắm về, có điều kiện thì cứ sắm về nhá. Rồi và những cái người mà làm skincare á, mọi người thấy ngày trước là Hằng rất là thắc mắc nha. Hằng xem một cái bạn ở The Robbie mình thôi, mình bảo quá con trai gì mà da mặt đẹp khủng khiếp, da mặt mà cứ kiểu kiểu bóng bóng trơn trơn mà mịn mịn giống hệt như da em bé, tức là nó bóng nó mịn thì bây giờ áp nó làm được, nó mịn thì bây giờ áp nó làm được, nhưng mà cái da này nó rất là bóng ấy, nó rất là bóng ấy, như kiểu là người ta đi spa xong rồi người ta đi peel da vậy á. Thế Hằng thắc mắc quái con trai gì mà da đẹp thế, thế là sau này Hằng mới phát hiện ra là à nó cũng có thủ thuật hết, nó cũng có bí mật hết. Đấy thì sau này Hằng tìm hiểu ra mới biết là cái bóng đèn trụ này này, bóng đèn trụ là cái bóng mà nhà Hằng làm đám cưới mọi người, là có cái bóng đèn trụ, là chồng Hằng nhiều cái bóng đèn trụ đấy á, là chỉ cần đặt nó ở cái góc bên dưới ấy, nó check lên đấy, xong rồi bắt đầu là kiểu gì mình xịt cái kem mình bôi serum cái vào thôi là nó bóng cực kỳ bóng luôn đấy. Rồi ngoài ra nếu mà các anh chị muốn chơi ánh sáng thêm á, mọi người hay thấy là những người mà người ta ngồi ở trong một cái phòng á rất là đẹp, xong rồi ánh sáng nó cứ xanh đỏ tím vàng, xong rồi nhìn nó rất là kiểu chiêu chiêu phiêu phiêu á, thì mọi người có thể là mua những cái bóng tím màu, nó cũng rẻ thôi mọi người ạ. Còn nếu mà mình cảm thấy là mình chưa chơi tới cái hệ chơi tới cái hệ màu mè như này thì mọi người cũng chưa cần mua, nhưng mà nếu mà nghiên cứu về ánh sáng nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình rất là tốt trong việc là mình làm video với chị nhá. Rồi về âm thanh rồi, chúng ta cũng đã có cái tư duy trong việc là lồng âm thanh rồi. Vừa rồi á mọi người có thấy là một cái bài nào mà nó rất là hot ở trên TikTok không? Ở trên TikTok hiện tại đang rất là hot cái bài đó, và cứ lướt đi đâu mà bài đó có bài đó là kiểu gì cũng lên xu hướng, mà một cái video nó rất bình thường luôn mọi người ạ. Hôm qua thì Hằng lướt lướt xem một vài cái video rất bình thường luôn, mà kiểu 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 gì mà nó lên tới mấy trăm nghìn lượt xem, chỉ có cái bài nhạc nó bật lên xong rồi nó nhấp 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 cái ra cái hình đó, có vậy thôi, lên mấy trăm nghìn lượt xem, và vào cái trang TikTok của cái bạn đấy cũng chẳng có gì đặc biệt, tức là chỉ có mỗi cái video nó lên xu hướng thôi, nó là nhờ sức mạnh của âm thanh, sức mạnh của nhạc trend đấy chị ạ. Gì ạ? Ở đây có ai soi được bài nhạc trend mấy ngày hôm nay không? Hiệu ứng thấp cắt à, to vậy chắc đắt tiền. Ừ. Cái bóng đèn studio thì nó đắt hơn là bóng đèn ấy, nó bóng đèn live stream đắt hơn bóng đèn live stream. Đấy, vừa rồi thì Hằng thấy là đang hot cái bài gì như con thiêu thân cái gì mà bốc cháy à, mật ngọt, bài bài mật ngọt đấy đang trend cái gì ạ. À? Đấy thì Hằng thấy một vài người đu trend cái video chả có gì mà cũng lên lên xu hướng tiếp cận bao nhiêu người, và từ đó tăng lượt follow, từ đó tăng lượt người xem hồ sơ. Đấy thì mình trong bắt buộc trong cái kênh của mình cũng phải có những cái video hút, được chưa? Hút tức là hút cái người follow về, rồi khi mà hút về rồi giống như kiểu là đưa cá về ao, rồi bắt đầu mình mới nuôi bằng những cái video bán hàng, nuôi bằng những cái video trao giá trị cho cá nó lớn, đúng không? À, đầu tiên là phải có dạng video hút, là hôm trước là Hằng đã chia sẻ cho mọi người cái bài này rồi, tức là trong cái video của mình để mà chuyển đổi, để mà vừa vừa có nhiều người lượt follow vừa chuyển đổi tốt thì nó phải có dạng video hút, tức là để mà hút người về, sau đó thì để mà những cái người đó người ta theo dõi mình và người ta biến thành khách hàng của mình thì mình phải có video chia sẻ giá trị và video bán hàng, được chưa? Tức là video chia sẻ giá trị mọi người hình dung như video hút là mình hút những cái con cá về cái ao của mình, sau đó mình phải có video trao giá trị để gì, cho nó ăn từng ngày nhá, từng ngày để nó lớn lên, thì mọi người phải làm đều đặn, làm đều đặn giống như là nuôi cá ngày nào cũng phải cho ăn, chứ nuôi cá mà ngày này cho ăn xong đến tuần sau mới cho ăn, xong đến tháng sau mới cho ăn thì cá nó bỏ bỏ sừ sang ao khác rồi, đúng không? Thế nên là mọi người phải cho ăn đều đặn thì con cá của mình mới lớn được, thì cá lớn rồi thì phải thu hoạch, chứ đừng để người khác thu hoạch mất, thì mình phải làm những cái dạng video bán hàng, đúng không? Bán hàng rồi chốt đơn đấy.
Đấy, mọi người hình dung không ạ? Thì video của mình phải đầy đủ những dạng đó. Hôm trước thì Hằng đã chia sẻ rồi. Không biết các anh chị ghi và có nhớ trong đầu không và có áp dụng không thì Hằng không biết. Ok, được chưa? Đấy, thì cái nhạc lồng nhạc trend cũng là một cách để mà mình tạo ra những cái video hút nha. Nó không có giá trị nhưng mà vì cái nhạc trend mà người ta theo dõi mình. Được chưa? Rồi có những cái âm thanh về lồng tiếng này, những cái video xíu nữa Hằng sẽ... Ở đây có những anh chị em nào mà chưa tự tin về giọng nói của mình ạ? À? Comment cho Hằng tôi. Hằng qua quá trình mà Hằng huấn luyện, Hằng đào tạo, Hằng hỗ trợ cho mọi người á, Hằng thấy rất là nhiều anh chị em là không tự tin về giọng nói của mình. Hằng không ngờ ngờ nó lại nhiều vậy luôn các chị. Vì lúc trước là Hằng không có khảo sát về cái phần giọng nói nha. Hằng không chưa từng đề cập tới cái việc là các anh chị bị rào cản về giọng nói, Hằng chưa từng nghĩ đến luôn. Sau này khi mà hỗ trợ và khảo sát thì Hằng thấy là ồ, thì ra rất nhiều anh chị tự ti về giọng nói của mình. Đấy, thì Hằng xíu nữa thì Hằng sẽ hỗ trợ cho mọi người cái phần này luôn. Ok, xíu nữa Hằng sẽ hỗ trợ cho mọi người cái phần này luôn. Thật ra là chị, mọi người bây giờ có nhớ phù thủy thương hiệu của chúng ta không? Lâu nay mọi người có đi học đều với phù thủy thương hiệu của chúng ta không ạ? Phù thủy thương hiệu của chúng ta là ai mọi người? À, đúng rồi à, đúng rồi. Hay bị nói vấp. Hay bị nói vấp thì không sao, chị đã có siêu công cụ hỗ trợ nói như một chuyên gia rồi. Đã có siêu công cụ và hỗ trợ nói như một chuyên gia rồi. Đúng rồi mọi người, chị Đỗ Ánh. Mọi người có biết chị Đỗ Anh trước kia là học chuyên ngành gì ra không? Mọi người có biết chị Đỗ Anh trước kia là học chuyên ngành gì ra không ạ? Nhưng mà em là người sống khép kín. Anh Tuấn Anh là người sống khép kín à? Thì bây giờ anh mở cho nó hở ra. Quan trọng là mình quyết định. Em thực ra Hằng là người sống cũng nội tâm mà. Nội tâm thì khép kín rồi nhưng mà Hằng sau Hằng mở nó ra. Hằng quyết định là không khép nữa, mở ra. Mở ra thì nó mới có nhiều cơ hội, chứ khép lại cơ hội nó lấy đường nào nó vào, đúng không? Đấy, sau khi mà Hằng mở ra, Hằng không chấp nhận khép kín nữa. Hằng mở ra thì thực sự rất là nhiều cơ hội đến với mình và bản thân mình phát triển hơn rất là nhiều. Đấy, phù thủy thương hiệu, đúng rồi. Chị Đỗ Ánh là chuyên ngành là học về phát thanh viên ra mọi người nhá. Đúng rồi, mở ra tiền nó mới có đường nó đi vào. Mở ra. Chị Thúy hỏi mở ra cái gì kìa mọi người. Chết mở. Thế chị Thúy nghĩ là mở cái gì chị ơi? Có link điểm danh nữa không? Đấy, có người nhớ ra link điểm danh để nhận quà rồi. Ok mọi người. Tí nữa thì Hằng sẽ chia sẻ cho mọi người một cái công cụ để mà hỗ trợ, gọi là hỗ trợ cho mọi người một cái những ai mà chưa có thể là tự tin về giọng nói của mình, tự tin quá thì chúng ta có thể là sử dụng cái này. Còn nếu không thì hôm sau là book chị Đỗ Anh đi, book chị Đỗ Anh một buổi về cái hướng dẫn làm luyện giọng nói. Chị Đỗ Anh từng là một học chuyên ngành phát thanh viên nha các chị nhá. Chị Đỗ Anh học chuyên ngành phát thanh viên, các chị cứ nghe video của chị Anh đi. Trời ơi, nghe cái giọng nói mê luôn đúng không các chị? Lên Zoom thôi là cứ hừng hực. Thật ra không phải tự dưng mà nói được cái giọng đó đâu các chị. Luyện tập đấy. Và người ta đã mất tiền học mấy năm trời ra rồi, mất bao nhiêu tiền để học chuyên ngành đúng không? Thế thì các chị đi cửa sau kiểu gì đó, khều khều chị Ánh nhờ bà chị Ánh đi ạ. À, để mà chị Ánh sẽ có một buổi hỗ trợ cho các chị đào tạo về giọng nói. Còn nếu mà các chị nào chưa tự tin lắm thì là xíu nữa thì Hằng sẽ hỗ trợ cho các chị công cụ để mà gọi là gì, cái phao. Đấy, nhưng mà chịu khó tập bơi nha các chị. Còn phao thì đôi khi cũng có lúc nó xịt, đúng không? Không cái gì bằng cái mà gì ạ? Nhờ vả vào bản thân mình hết, chứ còn là nhờ vả vào người khác, nhờ vả vào cái dụng cụ gì đó thì nó cũng dễ xịt lắm. Nên là cứ nhờ vào bản thân mình, nhờ vào thực lực, gọi là đi lên bằng thực lực đó các chị, tự tập bơi. À, còn tí nữa Hằng sẽ cho phao nha, nhưng mà các chị cũng cố gắng tập bơi đi, bởi vì trong cái hành trình mà chúng ta làm video và xây dựng thương hiệu á thì không thể nào mà các chị nhờ vả vào công cụ mãi, đúng không? Phải cũng có lúc mình xuất hiện trước đám đông, rồi cũng phải có lúc
mình live stream các thứ để mình chia sẻ không thể nào mà sử dụng công cụ mãi được. Thế nên là mình hãy cố gắng làm sao mà học hành chăm chỉ. Học hành chăm chỉ phải giữ cái tinh thần tốt thì mới book được chị Ánh. Được chưa? Học hành chăm chỉ lên các anh chị ạ. Thì Hằng sẽ cố gắng là sẽ cùng với các anh chị là nhờ chị Ánh, book chị Ánh một cái buổi nào hỗ trợ cho chúng ta về luyện giọng nói nha. Chị Ánh học chuyên ngành ra là sẽ có rất là nhiều bí kíp mà các chị phải học cái ngành đó các chị mới biết. Được chưa? Nhưng mà các chị sẽ được học nhá. Ok. Rồi, lồng tiếng thì mình cũng phải khi mà những cái dạng video mà chúng ta muốn là lấy đi cảm tức là chạm tới trái tim mà lấy đi cảm xúc của người khác, lấy được cảm xúc của người khác thì bắt buộc chúng ta phải có một cái giọng nói. Và là giọng nói của Hằng thì nó cũng không hay đâu, nó cũng chua chua thôi. Mà được cái là khi mà cố gắng biểu cảm đấy thì nó cũng nghe được. Tức là khi mà vào một cái video nào đó, vì trước kia là Hằng đào tạo cho marketing không đồng cái chương trình là mang quà về cho mẹ vào cái dịp là gần Tết đó các chị. Là trong cái chương trình đó thì Hằng cho các chị những cái kịch bản mà làm sao mà đang trong cái guồng quay của sống vội vã đúng không? Là tự dưng là gặp cái video của mình cái là phải dừng lại liền, phải khựng lại liền. Đúng không? Thì đó là cái dạng video mà phải chạm vào cảm xúc người ta. Thì mình phải có cái biểu cảm, cái giọng nói, cái biểu cảm trong giọng nói, cái sự truyền cảm trong giọng nói của mình. Mình lồng cái tiếng vào cái như kiểu giọng chị Ánh, lồng vào cái thôi là người ta nghe phát là chạm tới trái tim luôn. Đúng không? Đấy, Hằng không thể diễn tả cái giọng của chị Ánh. Nhưng mà thời điểm đó thì Hằng cũng làm một cái video demo cho mọi người. Thì Hằng làm một cái video về mẹ, một cái video về mẹ và cũng truyền cảm hứng vào chạm tới chắc chắn là chạm tới rất là nhiều những cái người con xa xứ nghe chị ạ. Và sau đó thì mình lồng cái sản phẩm của mình vào như là một món quà thay mình chăm sóc bố mẹ đúng không? Đấy thì nó chắc chắn là sẽ chạm tới cảm xúc. Thì cái việc mà lồng tiếng nó cũng là một cái khiến cho cái video của mình thu hút hơn. Rồi âm thanh me me. Ở đây ai biết âm thanh meme là gì và ai biết hình cái gì video meme là gì? Đấy, hôm trước là Hằng đã tặng cho mọi người một cái bộ siêu công cụ, đã anh chị nào sử dụng chưa? Có rồi, comment số 1, còn chưa comment số 0 ạ. Hằng đã tặng cho các chị một bộ siêu công cụ mà nói thật là cái này Hằng phải đi cóp nhập. Hằng phải đi cóp nhập siêu tầm ở nhiều chỗ đấy, không phải một chỗ mà có được bấy nhiêu đâu. Không phải một chỗ mà có được bấy nhiêu đâu các anh chị. Tức là Hằng cóp nhặt rồi Hằng cứ nốt lại, Hằng cứ siêu tầm dần nữa là có một mấy là Hằng cho các anh chị luôn đấy. À, chị Huyền đã sử dụng rồi này. Đấy, ở trong đó có những cái nhạc mà nhạc không bản quyền nó rất là hay luôn mọi người ạ. À. Rồi những cái meme dành cho hệ mặt mòi đấy. Mọi người cứ hỏi là Hằng ơi chèn cái này ở đâu ra. Đúng không? Là cái meme đó trong cái bộ đó có hết các anh chị. Nhưng mà ok, xíu nữa thì Hằng sẽ chia sẻ cho các chị một cái chỗ này mà nó có sẵn luôn. Nó dễ hơn. À, ví dụ như cái bộ của Hằng á, là mọi người phải tải về, xong đó mọi người mới chèn vào được. Còn ở đây thì Hằng sẽ chia sẻ cho mọi người gọi là có sẵn ở đó là ráp vào thôi. Đấy, ok. Đấy, ai mà ở tới cuối chương trình á, thì là Hằng sẽ share cho mọi người. Hằng sẽ chia sẻ cho mọi người cái gì món ngon đặc sản thì người xứng đáng mới được ăn. Ok, không tải về được á, tải về được mà, chắc là anh chưa biết cách tải thôi. Chưa? Rồi, âm thanh hiệu ứng cũng là một cái mà thu hút người ta nè, âm thanh hiệu ứng cũng là một cái thu hút đúng không? Ngày trước mà Hằng làm những cái video nói thật là nó khô, kinh khủng khô vì nó làm theo dạng là chuyên gia, mọi người đứng chia sẻ thôi. Cái video mà Hằng làm cho nhà cung cấp Choi là để chị Quỳnh chỉ làm cái bộ quảng cáo á, là ngồi chỉ có chia sẻ lại vậy thôi. Xong là cái đợt đó là marketing không đồng là có cái khi video đó thì Hằng cũng gửi luôn cái đó luôn. Nhưng mà ý là nó chỉ cái video của Hằng được chỉ được cái là edit âm thanh hiệu ứng các thứ ok thôi. Chứ Hằng chia sẻ nó cũng bình thường, nó cũng khô lắm. Đấy, thì được cái là Hằng đưa âm thanh hiệu ứng vào. Nên là cái video của Hằng nó hấp dẫn hơn. Và được lọt vào top. Và trong cái
Mọi người để ý đợt trước trong marketing không đồng, trong cái trailer, trong cái đoạn quảng cáo của marketing không đồng là lúc nào thấy cái mặt của thằng ở trên cái đoạn quảng cáo đó, là từ cái video đó mọi người ạ. Ok chưa? Rồi. Rồi, bây giờ đến bố cục video này. Bố cục video mọi người nhá. À, bình thường ấy, là mọi người Hằng thấy là mọi người vẫn đang quay khá là ngẫu hứng. Nhưng mà ngày hôm nay Hằng sẽ chia sẻ cho mọi người cái bố cục vàng trong làng điện ảnh. Bố cục vàng trong làng điện ảnh, tất cả mọi cái gọi là từ trong điện ảnh hay là quay phim chuyên nghiệp hay là chụp hình chuyên nghiệp các kiểu thể loại, thì đây là câu bố cục vàng mọi người. Là bố cục 1/3 các chị nhá. Bố cục 1/3. Đây đây các chị để ý đây. Đây đây là bố cục 1/3 này, tức là một cái khung hình á. Mình sẽ chia nó ra thành 3 phần ngang và 3 phần phần dọc. Thì bình thường ở trong cái điện thoại của các anh chị cũng có nha. Khi mà các anh chị bật cái chế độ lưới lên ạ, thì nó sẽ có. Bật cái chế độ lưới lên thì sẽ có. Còn không thì các anh chị căn thôi, tự căn bằng mắt thôi. Còn không nó có một cái mẹo đó là các anh chị buộc cái vòng zoom. Buộc cái vòng zoom vào cái điện thoại này. Nếu mà các anh chị không biết lưới ở đâu thì các anh chị có thể buộc cái vòng zoom vào cái điện thoại này, chia nó thành 3 phần. Thế xong rồi cứ mắt người ở cái vòng zoom một ở vòng zoom ở cái đường trên á là ok. Ai đã biết bố cục 1/3 rồi và đã ứng dụng trong video của mình rồi thì comment cho Hằng là đã áp dụng, còn ai chưa thì comment là chưa nhá. Đấy, ai đã áp dụng comment là đã áp dụng, ai chưa thì comment là chưa. Sợ đang sợ nói nhiều gái theo á. Cái gì mà anh Đạt sợ gái theo? Uống sâm quán sợ gáy theo à? Chưa, ok. À, chị Trang là ok rồi. Chủ yếu là chưa đúng không? Đấy. Đấy, các anh chị mà làm video mà chưa biết cái bố cục này là chưa phải là người quay video chuyên nghiệp đâu. Đây, các anh chị để ý đi. Tất cả những cái hình mà nó là hình nghệ thuật hay gì đó, các anh chị cứ để ý mà xem. Thường á, cái người hoặc là cái mắt hoặc là chủ thể nó sẽ nằm ở trong bốn cái điểm vàng, là cái điểm 1/3 đây. Đây có phải là một điểm 1/3? Có. Đây, chia thành 4. Thì cái điểm này là điểm 1/3 đúng không? Mọi người để ý này. À, thì đố mọi người nhá. Đố mọi người ở đây á. Đố mọi người ở đây. Thì cái chủ thể mà cái người chụp bức hình này muốn nhấn mạnh là chủ thể nào mọi người? Đố mọi người ở đây, cái chủ thể mà cái người chụp hình này muốn nhấn mạnh là chủ thể nào? Thôi, mình mới có 105 người thôi, kiểu này không lấy được 6 phần quà rồi mọi người ơi. Kiểu này không lấy được 6 phần quà của chị Thúy rồi. Ok, rồi mọi người comment đúng rồi đấy. À, dần anh dần là bầu trời là chưa đúng nha. Bầu trời là chưa đúng nha. Đây. Chủ thể ở đây mà người ta muốn nhấn mạnh á, là cái bông hoa hướng dương này này. Được chưa? Cái nào mà người ta lấy nét và mà kiểu gần nhất mà ở trong điểm 1/3 chính là cái mà người ta muốn nhấn mạnh. Đúng không? Rồi bây giờ thì cái người nhỏ lại thì người ta muốn cái ngụ ý ở cái khung cảnh này á, là người ta muốn muốn cho người khác thấy một cái đồng hoa hướng dương. Cái đồng hoa hướng dương rộng lớn bao la đúng không? Thì con người nó bé lại nhưng mà người ta vẫn muốn nhấn vào cái bông hoa này. Đó, nhưng mà mọi người để ý này, dù nhấn vào bông hoa nhưng mà cái người này vẫn ở 1/3 đúng không mọi người? Cái người này vẫn ở cái đường 1/3 và ở cái điểm vàng luôn này. Đó, thì mọi người chú ý nhá. Và Hằng hỏi tiếp mọi người một câu nữa này. Nếu cái người này cho cái mặt quay về phía bên này thì mọi người thấy nó hợp lý không? Và nếu mà cái người quay về phía bên này thì mọi người cảm giác thấy sao? Cái này nhiều người mắc lỗi á, không phải đùa đâu. Nhiều người quay video mắc lỗi này đấy, nên là em hỏi luôn. Nếu mà bây giờ cái người này á, nó quay mặt về đây thì mọi người thấy sao? Thấy sao? Có cảm giác như thế nào? Nếu cái mặt của người này á, quay về đây chứ không phải là quay sang bên đây thì mọi người sẽ thấy sao? Là nó thấy nó có còn bức ảnh nó có còn hợp lý nữa không? Đấy. Anh chị em chịu khó comment đi, ai ai comment nhiều thì nó sẽ gài kiến thức vào não của mình nhiều.
Nó giống như là cái khi mà mình comment cái nó tạo thành một cái g á, một cái móc á, ở trong não mình để nó móc móc cái kiến thức lại. Ok, không cân. Vì sao không cân ạ? À? Không nên chụp như thế. Vì sao? Ngược nắng không phải ngược nắng. Khó nhìn ngược hướng. Theo hướng của bông hoa kiểu người không quan trọng. Kiểu người như vậy không quan trọng. Tại sao ạ? À? Tại sao ạ? À? Mọi người có phát hiện ra sao? Đây, bây giờ em phân tích cho mọi người này. Có rất là nhiều người mà chụp hình hay là quay thì không để ý cái phần này. Nhưng nó cũng là một cái mà mọi người nên lưu ý nhá. Nhiều khi mình không để ý là mình bị phạm lỗi. Nếu mà cái người này á, ví dụ như người này không ở vị trí này, đúng không? Mà đứng ở vị trí này đi. Cái người đứng ở vị trí này đi. Đấy, mà mình lại chụp sát, mình lại chụp cái tỷ lệ là cái người nó ở vị trí này đi, thì mọi người có thấy là một cái cảm giác nó rất là bức bức bách, nó bí bách, cảm giác rất là bí bách đúng không mọi người? Nó không được thoải mái đúng không? Và tự dưng mình cảm giác là sau cái bức hình này nó cụt cụt đấy, nó cụt cụt đấy đúng không? Thế nên là khi mà cái người quay mặt về đây á, thì cái không gian ở đây nó phải để cái phần là 2/3, được chưa? Và cái người quay cái lưng về phía 1/3. Được chưa? Khi mà mọi người quay phim hay là mọi người chụp hình đều nên để ý chi tiết này giúp cho Hằng nha. Cái người quay mặt hướng về đâu á thì phải để cái không gian ở phía hướng đó là 2/3. Còn cái lưng về 1/3 thôi, được chưa? Thì cảm giác cái không gian nó sẽ rộng lớn hơn, cái bối cảnh nó sẽ thoáng hơn, người xem nó sẽ dễ chịu hơn. Tự dưng là người đang ở đây mà chụp chụp cái bối cảnh, cái tỷ lệ khung hình là người ở đây rồi cái lưng ở đây thì cảm giác nó bức bách khó chịu đúng không? Rồi đó, thì mọi người cũng lưu ý không đúng với ý ở bức hình. Rồi phía trước mặt luôn là rộng hơn phía sau lưng 2/3, đúng rồi ạ. À, đúng rồi nhá, mọi người chú ý tỷ lệ điểm vàng nhá. Và khi mà các anh chị quay dạng video này, đây là quy tắc 4 điểm vàng nha. Khi mà các anh chị quay video thì các anh chị cũng để ý là dù cho là toàn cảnh hay là cận cảnh, quay gần hay quay xa, thì mình phải luôn ở trong cái điểm 1/3 này. Cái mắt của mình, nếu mà cận cảnh thì cái mắt của mình phải ở cái đường 1/3 này thì nó là chuẩn nhất. Hằng thấy có những anh chị mà cái đầu lên tận trên đây, lấp luôn cái đầu, cái mắt ở trên đây. Còn ở dưới đây là người rồi bàn rồi đủ thứ luôn, bố lô xua ở dưới đây. Có hợp lý không mọi người? Có hợp lý không? Có chuyên nghiệp không ạ? Không. Đúng không? Đấy, thế nên mọi người để ý nha, rất là nhiều người mắc lỗi chứ không phải ít đâu. Rồi, và mọi người lưu ý cho Hằng này, mọi người làm video ngắn á, thì mọi người ưu tiên là quay tỷ lệ là 9:16, sau đó thì mình sẽ vào cắp cắt mình chỉnh thành nhiều cái tỷ lệ khác nhau để mà mình có thể đăng trên nhiều nền tảng nhá. 9:16 là tỷ lệ đăng ưu tiên của TikTok. Còn mọi người muốn đăng lên Facebook thì mọi người cho thêm hai cái hông nữa. Cho thêm cái mở ở hai bên hông nữa, thành cái tỷ lệ là 3:4 hoặc là thành cái tỷ lệ hình vuông thì để mà mình đăng lên Facebook, được chưa? Còn đăng lên YouTube thì là mọi người có thể là đăng lên YouTube TikTok thì mọi người có thể là để như này cũng được. Còn không thì mọi người phải để bố cục ngang thì mọi người sẽ chỉnh sửa sau, được chưa? Rồi thứ hai nữa này, còn một cái nữa mọi người bị mắc phải mà Hằng cũng bị mắc phải chứ không phải mọi người đâu. Hằng chia sẻ vanh vách vậy thôi nhưng mà nhiều khi mình quên á, mình không để ý á. Nhưng mà mọi người viết vào một cái bảng tiêu chuẩn á, mọi người tiêu chuẩn video mọi người để trước mặt ạ. Khi mà edit video thì mọi người làm xong mọi người phải đối chiếu với cái bảng tiêu chuẩn đó thì họ may là mình mới nhớ được. Hằng là mắc vài lần rồi bắt đầu là Hằng mới sáng cái dạ sáng cái mắt ra mọi người ạ. À, đấy, edit chán chê xong rồi mới sáng cái mắt ra. Đây là một cái này hành chỉnh cho mọi người. Khi mà mọi người đăng lên short này hay là mọi người đăng lên reel này hay là mọi người đăng lên TikTok này, có phải là chúng ta sẽ bị cái chữ ở nằm ở đây không mọi người hình dung không? Ý là bây giờ Hằng không có video ở trên TikTok, Hằng không có vào TikTok, nhưng mà mọi người hình dung không? Tức là khi mà mình đăng một cái video lên thì ở đây nó sẽ hiển thị tên của mình này, rồi hiển thị cái content của mình này, rồi hiển thị những người like rồi comment các thứ ở đây ở cái khu vực này. Thế tự
dưng nha, tự dưng khi mà chúng ta edit, chúng ta không để ý đúng không, thì chúng ta lại cho ngay cái chữ, chúng ta lại edit ngay cái chữ ở khu vực này luôn. Thì khi mà đăng lên á, những cái tên này, những cái câu content mình chèn vào này, rồi những cái nó che sư mất cái chữ mà mình chèn, đúng không? Mọi người hình dung không? Mọi người hình dung cái em đang nói không ạ? Thì cái điểm này nó gọi là điểm chết các anh chị nhá. Thì cái chỗ mà mình bị che mất này, nó gọi là điểm chết. Mọi người hình dung ra không ạ? Tại vì ở đây là đang là bức hình, nhưng mà em đang mô tả, em cố gắng mô tả để cho mọi người hiểu. Không biết là mọi người có hình dung ra cái điểm chết ở trong cái khi mà mình đăng lên là nó như nào không? Mọi người có hình dung là có thì comment cho em có. Có ai chưa hiểu không? Ai chưa hiểu thì hú lên em tiếng nhá. Ai chưa hiểu thì hú lên em tiếng để em biết là chưa hiểu để em giải thích lại. Còn ai hiểu rồi comment cho em chữ hiểu. Có đúng không? Bị mấy lần rồi đúng không? Em cũng bị mà. Em cũng bị. Ê, mọi người cứ làm một cái bảng này treo lên, làm video xong cái edit xong cái đối chiếu lại. Chứ edit chán chê ra chồng mông chồng đế là tốn bao nhiêu công sức đến khi đăng lên trời, nó vào đúng cái điểm chết luôn. Thế là đăng lên chả ai thấy được. Đúng không? Có đúng không? À còn đăng lên Facebook mà mọi người đăng lên Facebook mà bị che mất không phải là do điểm chết đâu. Đăng lên TikTok là thường là nó hay có cái chỗ hiển thị tên với các thứ của mình thì gọi là điểm chết. Còn mọi người đăng lên Facebook mà bị lấp là mọi người biết sao không? Mọi người đang để sai cái tỷ lệ. Cái tỷ lệ này là cái tỷ lệ của TikTok, còn cái tỷ lệ của Facebook thì mọi người để là 3, 4 và 1, 1, được chưa? 3, 4 hoặc là 1, 1, 1, 1 là vuông ấy. Thì khi mà mọi người chèn cái khung chữ vào ấy, chèn cái khung chữ ví dụ như là Sum Canadian Vita là gì nhỉ? Giảm stress rồi giúp cho năng lượng đỉnh cao cái gì đó. Mọi người chèn hai cái khung ở đây. Nhưng mà mọi người để cái tỷ lệ là 9-16 nó không phải là cái tỷ lệ ưu tiên của Facebook thì nó bị lấp sờ ra là đúng rồi. Nhá. Đó mọi người lưu ý ghi vào sổ đi, lưu ý to đùng lên đi rồi cắt lớp nó lên rồi lấy bút đánh dấu nó vào để lần sau mình đỡ bị phạm phải cái lỗi này nhá. Đấy, điểm chết và tỷ lệ hợp lý nhá. Rồi, và một cái nữa đó là nhìn thẳng vào camera. Mọi người ngày nhỏ hằng rất là hay hỏi nhá. Ngày nhỏ hằng rất là hay hỏi có ai mà đã từng hỏi cái câu đúng hằng nhỉ? Và tự dưng là vào một cái nhà đó treo một cái hình người. Xong rồi là hằng vào nhà mà hằng đi từ cái cửa vào, hằng nhìn cái hình rồi. Xong rồi hằng đi đến giữa cái nhà, nhìn thấy cái người ở trong hình vẫn cứ nhìn mình. Xong rồi đi đến cuối cái nhà, đi đến phòng bếp, xong thấy cái người ở trên hình nó vẫn cứ nhìn vào mặt mình. Xong là hằng hỏi mẹ hằng của sao mẹ ơi, sao cái người trên hình con đi đâu cũng nhìn con thế. Mọi người đã từng bao giờ mà thắc mắc cái câu đó và từng hỏi cái câu ngớ ngẩn đúng không? Thật ra là như này, khi mà mọi người nhìn thẳng mắt vào cái camera hay là khi mà mọi người chụp hình đúng không, mọi người nhìn thẳng vào cái máy ảnh á, thì khi chụp lên nó treo ở đâu thì cũng cảm giác như là người khác đi đâu cũng cảm giác là mình đang nhìn họ đúng không. Và khi mọi người làm cái video mọi người nhìn thẳng vào camera thì cũng giống như là người ta cảm giác giống như là mình đang nói chuyện với người ta ấy. Đúng không? Ai đã từng có đúng không? Đi đâu cũng nhìn thêm lại. Ngày nhỏ hằng hay hỏi những cái câu mà nó ngớ ngẩn lắm. Đấy. Là mình bị hai bên bị lấp chữ. Đấy, rồi thì chị để ý cái tỷ lệ chị Diệp Hùng nhá. Đi đâu cũng nhìn. Có bé hay hỏi vậy á, đúng rồi. Đó, thì khi mà chúng ta nhìn thẳng vào camera thì người ta có cảm giác là cái người này đang nói chuyện với mình. Và trong cái tâm thức con người ấy, thường là khi mà ai đó đang nói chuyện với mình thì mình phải tập trung đúng không? Đấy, thì khi mà mình nhìn thẳng vào camera thường là người ta sẽ tập trung lắng nghe mình nói hơn. Còn là mình không tập trung nhìn vào camera thì là mình phải lấy những cái khác để mà nó chèn vào để người ta cảm giác là muốn xem video của mình. Thế nên là ở cái dạng video mà chia sẻ với chuyên gia thì hàng hôm trước hàng vừa chia sẻ cho mọi người cái là siêu công cụ là gì, cái nhắc chữ đấy.
Thì có một cái nhược điểm của cái máy nhấp chữ là gì ạ? Thì mình phải nhìn vào cái chữ, thì vô hình là mình thật lại không nhìn được vào cái cam đấy, thì nó dở dở cái chỗ đó. Thành ra là mọi người cũng cố gắng là làm sao mình đọc chữ rồi đấy, nhưng mà đừng nhìn chằm chằm vào cái chữ, mà mình cứ ngồi nhìn đọc, cố nhìn đọc như này là nhìn nó bị, thứ nhất là nó bị mất cái biểu cảm của mình, được chưa? À, cũng là sử dụng nó, nhưng mà đừng đừng có gọi là đơ quá. Mình cũng phải luyện tập làm sao cho nó tự nhiên nhất. Có rất là nhiều những cái video Hằng dùng máy nhắc chữ mà mọi người không biết Hằng dùng máy nhắc chữ luôn. Hằng vẫn giả vờ là suy nghĩ như này, giả vờ thỉnh thoảng giả vờ quên cái, rồi thỉnh thoảng giả vờ là nghĩ đấy, xong rồi là Hằng vẫn giao lưu vào trong cái camera, thì là người ta không biết được là Hằng dùng máy nhắc chữ đâu, mà Hằng vẫn nói một cách rất lưu loát. Mọi người đúng không? Mọi người hình dung không? Và mình vẫn phải giao lưu với camera, vì mọi người để ý á, trong những cái game show á, là cái ông cameraman ở đâu là cái người khách mời á, phải nhìn theo đó, đúng không? Phải giao lưu với máy quay, kể cả trong người mẫu hay gì đó, là người ta cũng phải tuân thủ cái điểm là nhìn thẳng vào camera, thì cảm giác là khán giả đang được giao lưu với cái vị khách mời, thì cái chương trình nó mới họ mới tập trung vào họ 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 theo dõi được. Đấy, đó là những cái bí mật trong nghề đấy. Bí mật trong nghề mọi người nhá. Rồi, tiếp theo. Đây, mọi người để ý này. Mọi người để ý nhá. Thì trong những cái shot quay, dù là trung cảnh hay là cận cảnh, đây là cận cảnh này, đây là trung cảnh này. Đó, thì mọi người cũng để ý nhá, là cái mắt của mình nó phải ở 1/3. Mọi người thấy chưa? Và đây là bốn cái điểm vàng, bốn cái điểm vàng, thì cái chủ thể nó luôn luôn nằm trong một trong những cái điểm vàng đó. Và thường cái máy ánh mắt, thường là cái ánh mắt sẽ là cái mà sẽ giao lưu với người ta nhiều nhất và người ta chú ý nhất, đúng không? Thì mình phải đưa vào cái điểm vàng, được chưa? Phải đưa vào điểm vàng mọi người nhá. Và luôn luôn nhớ tỷ lệ vàng trong làng điện ảnh, tỷ lệ vàng trong làng video là tỷ lệ 1/3 mọi người nhá. Ghim lại. Rồi, ở đây thì Hằng chia sẻ cho mọi người một vài cái góc quay. Và cái góc quay tại sao mà người ta video của người ta có khả năng là thôi miên mọi người, khiến cho mọi người không dứt ra khỏi cái điện thoại được, khiến cho mọi người có thấy là con của mình không không ngồi tối ngày không dứt ra được khỏi cái tivi. Tại vì sao? Vì nó có khả năng thôi miên, và đa số những cái video mà nó thay đổi cảnh quay liên tục, rồi nó thay đổi những cái hoạt động á, nó mới có khả năng là giữ chân được cái người xem, thôi miên được cái người xem, đúng không ạ? Thì với những cái video mà mọi người để ý á, nó có những cái kênh mà gọi là quay chuyên nghiệp, quay và sát thương khách hàng, sát thương khán giả đấy, là người ta cứ 3 giây như là thay đổi một cái góc quay mọi người nhá. Tí là sẽ show cho mọi người một cái kênh của anh gì nhỉ, anh đầu bếp, trời ơi xem nó đỉnh lắm luôn, mà người ta có cả một ekip luôn mọi người. Mình không có ekip nhưng mà mình vẫn học học được bằng cách là chịu khó, chỉ chịu khó thôi, và có cái chipo mọi người, có cái chipo đó, thì mình sẽ làm được. Rồi, thứ nhất là cận cảnh này. Cận cảnh thì nó sẽ với cái mục đích là nhấn mạnh vào vật thể và biểu cảm gương mặt, thấy chưa? Biểu cảm gương mặt rồi vật thể, rồi là ví dụ như những người mà cận cảnh, thì ví dụ chia sẻ theo cái bạn chuyên gia, mọi người mình cũng nên cận cảnh, mình cũng nên làm cận cảnh để người ta tập trung vào những cái lời mình nói và không bị phân tán. Và có một cái lỗi nha, có một cái lỗi Hằng cũng thấy mọi người mắc phải này, là để một cái background nó quá là rối. Mọi người nghĩ là nó chuyên nghiệp nhưng không, cái background mà nó nhiều chi tiết cùng lung tà la ở đằng sau á, là nó bị rối, thì nó khiến cho người ta phân tâm. Và mọi người để ý cái video của em, mà em nếu mà em quay video dạng chia sẻ là em đứng ở cái bờ tường trắng, bởi vì nhà em có bờ tường trắng rồi nên là em mới không mua phông xanh đấy, không là em sẽ mua phông xanh để em tách nền, em thay nền rồi. Nhưng mà em nhà em có cái nền tường trắng nên là em đứng chia sẻ để người ta không bị phân tâm một cái gì ở đằng sau em cả, và em quay cận cảnh và em gọi là biểu cảm trong cái video dạng chuyên gia chia sẻ thì nó bị tương đối là khô á mọi người, nên mọi người hãy cố gắng là biểu cảm cái gương mặt. Còn nó đã dạng là khô rồi, nó là cái dạng là khô rồi, nó không có cả nhiều cái yếu tố hấp dẫn ở trong đó, mà mình cái mặt mình còn đơ nữa thì thôi,
thì thôi người ta sẽ không coi, không xem của mình đâu. Hằng thấy là Hằng hỗ trợ cho một số những cái anh chị á là nói rất là chuyên nghiệp nhá, nói rất chuyên nghiệp chân chu, nói rất chuyên nghiệp chân chu, nhưng mà cái mặt bị đơ mọi người, cái mặt bị đơ cũng có biết edit luôn, nhưng cái mặt bị đơ thành ra là cái lượt view nó cũng bị thấp ấy, lượt view bị thấp ấy, với người ta không thích xem vì nó khô quá mọi người, nó không có cảm xúc đấy. Thành ra là mình làm cái dạng video và chia sẻ, mọi người chịu khóc cười lên, cái chịu khóc biểu cảm lên tí, và mình quay một cái góc cận cảnh nhá, quay góc cận cảnh thì người ta tập trung 100% vào những cái kiến thức mà mình chia sẻ, được chưa? Rồi cái góc quay thứ hai là cái góc quay đặc tả. Thì cái góc quay đặc tả thì mọi người hình dung nhá, mọi người hình dung này, ở trong một cái bộ phim, thấy chưa? Cái góc quay đặc tả sẽ là nhằm mục đích là gì? Góc quay là muốn mô tả chi tiết về cái cảnh quay đó, về cái sự vật đó, muốn mô tả chi tiết sát vào cái sản phẩm, hoặc là cái dạng review trang sức thì người ta cũng quay sát vào, hay là nấu ăn, hay là mọi người để ý những cái phim mà người ta muốn mô tả cái cảnh mà một cái người đang đang kiểu hận thù, căm căm thù ấy, thì sẽ quay cận cảnh cái mắt người ta trợn lên, xong rồi từng cái tia máu trong mắt, đúng không? Xong cái tay bàn tay người ta nắm lại như này là quay mỗi cái tay, xong rồi là cái môi của người ta mắm lại và từng cái giọt mồ hôi đấy, đấy là đặc tả mọi người nhá, đó là đặc tả đấy. Rồi ba, đó là dạng đặc tả nhá. Ba là dạng chung cảnh, thường là dạng đặc tả thì sẽ khiến cho người ta rất là mãn nhãn luôn, thường cái dạng đặc tả sẽ khiến cho người xem rất là mãn nhãn luôn nha. Ăn mà ví dụ như là quay quay video mà review đồ ăn đi, mà quay trời ơi nó cắn một phát xong bắt đầu là cái bơ đó, cái bơ hay là cái trứng chảy ra rồi ôi thèm cho mọi người, hay là ăn cái quả nhót mà bắt đầu là cắn cái rồ cái xong rồi bắt đầu nước nó chảy ra, ôi giời ơi. Có anh chị nào chảy mồ hôi lưỡi chưa, có anh chị nào đổ mồ hôi lưỡi chưa? Đấy, cắn cái quả nhót rồi rồ phát xong rồi quay gần gần đặc tả là ôi giời ơi, người nào xem mà không đổ mồ hôi lưỡi mới là lạ đấy. Rồi ba là chung cảnh, chung cảnh là sẽ lấy từ đầu gối hoặc là hông của nhân vật trở lên, lấy từ đầu gối hoặc là hông của nhân nhân vật trở lên mọi người nha. Nói chung là thường trong cái quay tiểu phẩm hay là quay quay với thức phim các thứ á, là người ta sẽ hay có những cái chung cảnh giống như cái anh lúc nãy này, cái anh này là đang chung cảnh mọi người, cái này là gọi là chung cảnh nhá. Đấy, toàn cảnh thì nó lại sẽ rộng hơn xíu. Rồi bốn là toàn cảnh, bốn là toàn cảnh thì lấy bối cảnh của chỉ người, gọi là cái toàn cảnh này chủ yếu là người ta sẽ lấy cái bối cảnh để mà mô tả cho người ta cái khung cảnh ở đó, ví dụ như là đang muốn mô tả cho người ta thấy một cái khu chợ rất là đông đúc đúng không, thì là sẽ quay toàn cảnh để cho nó lua xua cho nó nhiều người đấy, để người ta hình dung ra cái bối cảnh, thấy chưa? Hay là muốn mô tả cho người ta giống như cái cánh đồng hoa hướng dương lúc nãy à, thì là muốn mô tả cho người ta cái cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, thì không lấy cái người làm cái chủ thể nữa mà lấy cái bông hoa hướng dương, mà lấy cái toàn cảnh như vậy để người ta cảm thấy là hoa hướng dương nó rộng lớn như nào, đúng không? Đúng không? Mọi người hình dung ra không? Đấy, nói đến đây là em thấy là kiểu là hơi hoang mang. Rồi, từ từ nha, từ từ nha. Từ từ. Mọi người đã ok cái chỗ cảnh chưa? Bây giờ mình sẽ có demo một xíu nha, sẽ có demo một xíu cho các chị hack não một xíu, cho các chị động não một xíu để mà có năng lượng nha, có năng lượng đỡ buồn ngủ nha. Ok, sẵn sàng nha mọi người, sẵn sàng là gì đổi hình bắt chữ chưa? Sẵn sàng tham gia một game đổi hình bắt chữ cho mọi người. Bây giờ mọi người sẽ xem video và mọi người sẽ đoán xem là cận cảnh hay là chung cảnh hay là toàn cảnh mọi người nhá. Nhìn cái mặt. Ok, này bắt đầu với một cái video nấu ăn này. Bắt đầu với một cái video nấu ăn nhá. À, đây đây đây, để Hằng chia sẻ lại cho mọi người, để chia sẻ được âm thanh nhá. Trời ơi, người ta xem cách người ta lồng âm thanh vào nghe phê lắm luôn á mọi người. Xem cách người ta lồng âm thanh thanh nó phê lắm, vì sao mà video của người ta nhiều người xem là phải. Đây, Hằng chia sẻ lại nhá.
Rồi mọi người sẽ đoán xem trung cảnh hay cận cảnh hay là đặc tả hay là toàn cảnh nha. Rồi mọi người ơi, đây là cảnh gì đây ạ? Đây là góc quay gì đây ạ? Đây là góc quay gì đây mọi người ơi? Động não đi mọi người ơi. Động não đi cho đỡ buồn ngủ nhá. Đấy, đừng để em một mình lẻ loi à. Rồi, thấy mọi người comment rồi đây. Trung cảnh chưa đúng chị Lý ơi. Đặc tả chưa đúng đâu, chưa đúng đâu. Chị Thanh Trà ơi. À, đúng rồi. Cận cảnh mọi người nhá. Rồi, mọi người thông minh quá. Cận cảnh mọi người nhá. Cái này chưa phải là đặc tả mọi người ạ. Đặc tả nó phải chi tiết hơn nữa mới nó mới là đặc tả mọi người ạ. Nó phải chi tiết hơn nữa nhá. Đây, mọi người tiếp tục xem nhá. Tiếp tục xem này. Âm thanh phê không mọi người, âm thanh nghe phê không? Này cho nghe lại này. Trời ơi, cái âm thanh là cái mà sẽ khiến cho khách hàng nghe phê luôn. Hay không? Âm thanh nghe hay không mọi người? Nghe cuốn không? Rồi. Đây. Đây, cái gì đây ạ? Rồi, quay lại xíu nha. Quay lại xíu nha. Đây. Ôi, cảnh quay gì đây mọi người ơi? Góc gì đây? Góc gì đây ạ? Góc gì đây mọi người? Nhảy sạp luôn. Đúng rồi. Hay. Rồi, comment đi các chị ơi. Góc quay gì đây các chị? Góc quay gì đây ạ? Đấy, mọi người động não lên cho nó vui cửa vui nhà nha, cho nó rộn rã nha, cho nó đỡ buồn ngủ nha. Đúng rồi, anh chị bây giờ là thông minh hơn rồi đấy. Anh chị bây giờ là tinh hơn rồi đấy. Đây chính là đặc tả này mọi người này. Là quay cái gọi là cái đường ray trứng nó chảy xuống rồi cái trứng nó bóng bóng lên này, từng cái sợi cà rốt xong bột các thứ này, đúng không? Nó sẽ gần, nói chung là cái này đặc tả nhưng mà cũng chưa phải là gần lắm đâu. Đây là đặc tả đúng không mọi người? Đấy, thì bây giờ á, mọi người thấy là cái video mà mình muốn cho người ta thấy được rõ ấy, thường là mình sẽ quay những cái góc là cận cảnh hoặc là đặc tả đó mọi người. Và mọi người nghe cái âm thanh của này quá là hay đúng không? Đúng không? Rồi cắn cái rộp cái này, nghe chảy nước miếng này. Đấy. Mọi người có muốn chèn những cái tí là hàng sẽ chỉ cho mọi người cái chỗ mà cái âm thanh cắn cái rộp ấy là có nha. Có ở trong ứng dụng luôn, có luôn. Rồi bây giờ xem phim đón chương trình tiếp nhá. Đây, cái mụ này. Đây, bây giờ xem này. Ủa? Chết rồi, bị lỗi. Má ơi, bị lỗi chứ. Thôi xem cái này xem được không? Ô, chết rồi. Bị lỗi mọi người ơi. Sorry mọi người. Ủa, không biết là đưa lên kiểu gì mà bị lỗi chứ. Chán nhỉ? Đưa lên bằng điện thoại thì là được mà đến khi chạy bằng máy tính thì nó lỗi mọi người ạ, thông cảm nhá. Đấy, nói chung là mọi người hình dung là nói chung ở những cái video của Hằng cũng quay rất là nhiều những cái góc quay nha. Ví dụ như cái góc quay này mọi người thấy là cái gì ạ? Đây, cái que này này. Que này thì là cái góc gì đây mọi người? Que hai vạch này là góc gì đây mọi người? Đây, thấy rõ từng cái móng tay này. 1/3. Ủa cái gì mà 1/3 anh Khuyến? À đúng rồi, thì đúng là tỷ lệ 1/3 này, đúng không?
Đấy, mặc dù là em quay một mình thôi nhưng mà lúc mà đưa lên video vẫn vẫn chuẩn tỷ lệ 1/3 đấy chưa? Thấy chưa? Cắt ảnh rồi zoom giết các kiểu nhưng mà lên vẫn là phải thuận tỷ lệ 1/3 nhá. Nói chung trong cái video của em chắc là nhiều người cũng được xem rồi thì chắc là gần tí nữa không không cần xem lại đâu. Mà tí nữa thì em lên điện thoại em show cho mọi người xem nhá. Nhưng mà tự em quay nhưng mà em cũng quay nhiều những cái góc khác nhau á. Ví dụ như là một cái đoạn em nhảy nhảy chạy chạy này thì em đặt cái camera đằng sau, em đặt cái điện thoại đằng sau, xong rồi bắt đầu là em nhảy 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 tưng 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 tưng, xong rồi em lại lùi lại em đặt cái camera đằng trước, xong rồi em lại nhảy tưng 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 tưng, xong rồi bắt đầu là đến cái cảnh mà đến cái cảnh mà đóng giả ông chồng quá em, cái lúc mà em nhảy 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 thì là em để cái toàn cảnh, để toàn cảnh. Còn lúc mà chồng em quát là em, là em để cận cảnh để người ta thấy được cái biểu cảm gương mặt của chồng em, hiểu chưa? Mọi người hiểu chưa? Tức là muốn cho người ta thấy cái biểu cảm thì để là cận cảnh, chứ còn muốn cho người ta thấy là cái cảnh khung cảnh ở đó như nào thì người ta cho là toàn cảnh, quay là toàn cảnh. Và sau đó đến cái đoạn mà em bắt đầu là chuyển sang cái chế độ bà bầu chuyển sang cái chế độ mà chuẩn bà bầu á, là em để cái điện thoại ngay ở cái hông của em á, em để cái điện thoại ngay ở cái hông của em, bắt đầu là em đặt tay lên cái lưng ai đã từng xem cái video này rồi thì mới hiểu em nói đấy, được chưa? Em để cái điện thoại ngay sát ở đó, xong bắt đầu là tay của em chống lên cái hông, tay trước thì đấy này đấy, đấy tay chống lên cái hông và tay trước thì đỡ cái bụng, thì em để một một shot là ở ngay cái hông của em với một shot là em để đằng trước luôn đấy, nhưng mà em để là kiểu cận cảnh với đặc giả rồi xong 10 giờ rồi đó. Rồi MC đang sốt ruột rồi mọi người ạ. Ok thì mọi người sẽ quay nhiều những cái shot khác nhau, xong rồi mọi người ghép vào á, tức là mình không có ekip nhưng mà đến khi người ta xem video người ta cũng cũng cảm thấy rất là hút, cảm thấy rất là cuốn hút và người ta nghĩ là mình có ekip nhưng mà không, chỉ cần mình chịu khó thôi, mọi người mua lấy cái tripod xong rồi chịu khó quay nhiều những cái shot khác nhau thì mọi người có được, thay vì là em chỉ quay đường trước mặt em đang cầm cái que đúng không, thì em quay thêm một cái shot đó là em cầm cái điện thoại quay sát cái que này đúng không, thì nó sẽ khiến cho cái video của mình nó sinh động hơn, được chưa? Rồi đến đây là gần hết rồi, bây giờ thì em sẽ share ở trên cái điện thoại để mà share cho mọi người một cái công cụ để mà khiến cho mọi người làm video nó chuyên nghiệp và nó xịn sò hơn. Bây giờ mọi người còn 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 đủ năng lượng để tiếp tục, mọi người đủ năng lượng để tiếp tục không? Cái phần này thì em sẽ chia sẻ ngắn ngắn nữa thôi, chia sẻ ngắn ngắn nữa thôi. Ok, còn đủ năng lượng không mọi người? Ok, test năng lượng xíu thì mới tiếp tục nha. Còn nếu mà mọi người mệt rồi thì thôi, cho mọi người đi đi ngủ. Nếu mọi người mệt thì mình sẽ đi ngủ rồi rồi Hằng sẽ chia sẻ sau. Ok, rồi. Thì bây giờ Hằng sẽ chia sẻ bên màn hình điện thoại thì em xin cái co hot nha, em xin cái co hot nha. Em xin cái co hot bên bên cái chỗ tơ tay ạ. Ok, có 15 cái comment là có thôi, còn anh chị em khác là hình như buồn ngủ rồi, không mệt ạ. Chị Bạch Báo thì lúc nào cũng dồi dào năng lượng vì nhà đầy sân, nhà cái nhìn cái backdrop nhà chị nhìn cái backdrop nhà chị Sáu mà có khác gì cái gì nhỉ? Có khác gì bên chỗ chị Thúy đâu. Ok. Rồi không biết là em chia sẻ được chưa? Rồi. Ok mọi người, bây giờ em sẽ chia sẻ cho mọi người một một cái chỗ công cụ nữa này. Một cái chỗ công cụ nữa để giúp cho mọi người phun năng lượng đúng không ạ? Một cái công cụ nữa mà sẽ giúp cho mọi người edit video. Thì ở đây á, ở đây thứ nhất là nếu mà mọi người muốn làm dạng hút á, mọi người chịu khó lên TikTok và mọi người tìm nhạc trend nhá. Em chưa có người yêu anh ạ. Đây, tìm nhạc trend này, nhạc trend được chưa? Và mọi người vào chỗ âm thanh này, đấy,
mọi người tìm những cái nhạc mà đang thịnh hành á, thì mọi người lọc ở đây là những người đang những cái mà gần đây nhất hoặc là đang được sử dụng nhiều nhất ấy. Đấy, thì mọi người áp dụng vào đấy thì nó sẽ đang là nhạc trend đấy, thì mọi người sẽ sử dụng những cái nhạc trend mọi người đưa vào video. Nhiều khi người ta chỉ xem video vì cái nhạc trend thôi mọi người, nhiều video nó cũng chả có gì đặc biệt cả. Rồi cái mà hàng một xe cho mọi người ở đây chính là cái cắp cắp của Trung Quốc mọi người nha. Cái mà hàng muốn share cho mọi người ngày hôm nay đó chính là cái cắp cắp của Trung Quốc. Và làm video ở trên này á thì nó sẽ giúp cho mọi người là làm video nó rất là tiện luôn. À, đây để hàng vào mục ưa thích này, rồi ví dụ như là cái video này đi, rồi đây một cái video là con nhà đi chơi biển. Thì ở cái cắp cáp Trung Quốc này nó có lợi thế là gì, nhạc rất là đa dạng luôn mọi người ạ. Nhạc đa dạng lắm, có nhạc TikTok này, rồi nhạc vlog các em biết nhiều lắm, nhạc cũng rất là hay luôn, nhiều lắm luôn đó mọi người. Đấy, mọi người thấy thấy nhạc hay không, mà nhiều lắm, kho nhạc rất là nhiều. Rồi và nhạc nhạc hiệu ứng của nó của họ cũng rất là hay luôn, và mọi người sẽ thấy đấy. Đấy. Đấy, thấy quen thuộc không mọi người? Rồi, này. Ai yêu mà này. Ai yêu mà. Thằng làm cái này đấy mọi người. Hay không ạ? Hay không ạ? Hay không mọi người? Đấy. Ok, tất cả những cái mà đấy, được chưa? Hay không ạ? Không biết tiếng à? Ủa, à không, không quan trọng đâu. Mọi người sử dụng quen cái cắp cắp Việt Nam rồi, sang đây mọi người cứ sử dụng bình thường thôi. Được chưa? Rồi, có một cái nữa. Hiệu ứng ở đây cũng nó cũng nhiều này, hiệu ứng ở đây cũng nhiều này. Rồi, có một cái nữa Hằng chia sẻ cho mọi người nốt, bởi vì là ngày hôm nay cũng sợ mọi người mệt rồi, hơi hơi dài rồi thì Hằng sẽ lần sau thì Hằng sẽ chia sẻ thêm. Đây. Đây nha, bây giờ mà Hằng 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 muốn là thêm những cái me me vào cái chỗ khúc này nhá, thì hàng hàng sẽ cắt ở đây ngay chỗ đoạn này, hàng tách ra này, được chưa? Sau đó thì hàng muốn là thêm cái me me vào đây cho nó buồn cười thì hàng bấm vào dấu cộng này đấy. Sau đó thì hàng bấm vào cái chỗ phần này này đấy, mọi người có thể chụp màn hình lại đấy, chụp màn hình lại đây, bấm vào chỗ này đấy thì nó sẽ đây, ví dụ như noise. Ủa? Ủa bị mất à mọi người? Sao tự dưng bị mất nhỉ? Tắt màn hình chia sẻ rồi đó chị. Ok. Rồi có lại rồi. Ok. Nice. Đấy. Nice. Ví dụ vậy đây. Nice. Hay là hàng không thích thì hàng thêm cái khác này, hàng nhấn vào dấu cộng này, rồi bắt đầu là hàng thêm cái là cười này hoặc là cái vỗ vỗ mặt này. Đấy, hay là what đấy, hay là cái cười này. Hay không mọi người, hay không? Đấy, mê mê đấy mọi người, mê mê đây chứ đâu. Đây. Đấy thì việc của mọi người là cứ click vào mà đưa vào thôi. Đây, click vào xong rồi nhấn vào cái này, đưa vào. Đấy. Đấy. Ok chưa? Rồi còn mọi người muốn cho chữ ở đây nó hiệu ứng chữ nó cũng nhiều này. Ví dụ như biển.
biến Sầm Sơn phóng thanh tục quần. Đây, ví dụ như biến Sầm Sơn, được chưa? Rồi, ok, mình sẽ vào hiệu ứng này. Đấy, ở đây nó cũng có rất là nhiều những cái hiệu ứng hay. Đấy. Đấy. Ồ, nhưng mà những cái mà nó VIP là nó phải mua các anh chị nha. Thôi, cắp cáp của mình cũng nhiều cái, cắp cáp của mình cũng nhiều cái, nhưng mà cái ứng dụng cắp cáp của Trung Quốc nó đi trước mình mấy năm luôn ấy. Nó đi trước mình mấy năm luôn, thành ra là nó sẽ có nhiều cái nó hay hơn. Đấy. Đấy, thì mọi người có thể tải về, thì cái này á, nó muốn tải về nó phải có cách cho mọi người, thì Hằng sẽ hướng dẫn cho mọi người sau nha. Thôi tạm thời chúng ta sẽ học đến đây thôi, và Hằng bây giờ Hằng sẽ Hằng sẽ có một cái nhiệm vụ quan trọng nữa, có một nhiệm vụ quan trọng nữa là trao cái giải video. Và mọi người ơi, thực sự là ban tổ chức, ban giám khảo thì cũng rất là tiếc cho một số anh chị là chúng ta đã làm đi một cái thời gian rất là dài, rất là đều rồi, và làm video cũng rất là hay, thì cái tuần thứ tư em bảo là hồi tuần này là phải trao giải trao giải cho anh chị này nhé, nhưng mà lại khổ vào lại không thấy link vào cái tuần thứ tư, tuần thứ năm lại không thấy link, rất là tiếc luôn. Thế nên là cái việc mà làm đều và kiên trì nó rất là quan trọng. Thì thường đến nó giống như cái câu chuyện đào vàng đó mọi người, đào gần đến mỏ vàng rồi thì mình lại không tiếp tục đào nữa, thì có một cái câu chuyện đào 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 kim cương, mọi người đào kim cương hay đào vàng gì đó không nhớ nữa, nhưng mà đào gần đến mỏ vàng cách có một đoạn nữa thôi thì ngưng, không 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 đào nữa và bán cho một cái người khác, thì cái người đó lại thông minh hơn, lại tìm một cái nhà gì đó khảo gì gì nhỉ, không nhớ cái tên là gì nữa, nhưng mà xong đó thì đo đạc xong thì cái người người sau mua thì đào được nguyên một cái địa chất, thì có thể là vậy, Hằng không nhớ. Xong là cái người ở sau mua thì lại 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 đào được cái mỏ đấy, thành ra là cái việc mà chúng ta làm gì cũng vậy, cố gắng kiên trì đến cùng các anh chị nhá. Rồi ngày hôm nay thì Hằng xin chia sẻ cái giải thưởng mà ba anh chị đã đạt được giải trong cái tuần thứ tư, tuần thứ năm, và một cái giải thì Hằng đặc biệt tặng riêng, Hằng đặc biệt tặng riêng cho các anh chị, vì là Hằng đã đồng hành cùng với các anh chị trong một cái thời gian rất dài, và Hằng cũng rất là có cái tình cảm rất là nhiều với các anh chị, chúng ta giống như là trong một cái ngôi nhà chung á, và Hằng cũng mong muốn là tặng tới một cái người mà bám sát vào cái chuỗi 30 day video master nhất, tâm huyết nhất và chăm chỉ nhất, thực hiện được nhiều video nhất. Và lúc nãy chị Thúy có trao đổi rồi, thì em cũng có theo dõi và cũng có khảo sát một số anh chị, thì là nắm được cái số liệu, và ngày hôm nay thì Hằng xin tặng một cái phần quà, đó là micro go check tới cho người chăm chỉ nhất và làm được nhiều video nhất trong chuỗi 30 day video master. Và bây giờ thì Hằng sẽ chia sẻ ba cái phần quà là tuần thứ tư, tuần thứ năm, và dành cho người chăm chỉ nhất. Và yên tâm mọi người ơi, nếu mọi người vẫn còn đi cái hành trình làm video, nó không phải là chỉ 30 day video master đâu các anh chị, mà nó là còn đi xuyên suốt trong cái hành trình kinh doanh của các anh chị. Và quan trọng nhất á, là không chỉ dừng ở những cái món quà tuần này, mà các anh chị còn cơ cấu giải 100 triệu và còn những cái tuần kế tiếp nữa. Thành ra các anh chị hãy cố gắng nỗ lực đi. Hằng tin chắc rằng là cái chiến thắng lớn nhất là chiến thắng bản thân mình đó các anh chị. Và cái thành quả lớn nhất chính là mình tạo được thói quen làm video các anh chị ạ. Còn quà đôi khi nó chỉ là một cái phần khích lệ nho nhỏ thôi. Thì bây giờ Hằng xin phép được chia sẻ cái video Hằng làm cho tặng cho các anh chị đạt giải trong cái tuần này anh chị nhá. Ok, Hằng Hằng sẽ chia sẻ màn hình lại ạ. Rồi các anh chị thả bông thả hoa để chúc mừng cho các anh chị được giải nha. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu tiết lộ các anh chị được giải trong cái đợt này. 3, 2, 1.
từng cái số lượng video làm cho Canadian Vita là cao nhất các chị, nhiều nhất. Còn những nhà cung cấp khác nữa, còn những cái video khác nữa, nhưng mà riêng Canadian Vita chị Hiền đã làm 38 cái video các anh chị ạ. À, các anh chị nào làm nhiều hơn mà hàng đếm không nhầm không các anh chị? Các anh chị nào làm nhiều hơn không ạ? Ok, và Hằng xin chúc mừng chị Hiền là cái người mà chăm chỉ nhất nhận được cái phần quà của Hằng là một cái micro GoCheck. Và đây sẽ là một cái người bạn đồng hành sắp tới trong cái hành trình làm video của chị. Và chúc mừng chị có một cái thói quen, hình thành cho mình thói quen làm video. Và Hằng xin chúc cho chị Hiền này là sẽ có được cái kinh doanh rất là bùng nổ trong thời gian tới nhờ kỹ năng làm video. Và ở đây thì Hằng cũng thấy ngoài chị Hiền ra cũng rất là nhiều anh chị chịu khó làm video lắm mọi người ạ. Nhưng mà mình kém một xíu may mắn thôi. Nhưng mà yên tâm mọi người ạ, cái may mắn là do mình kiến tạo. Và cứ kiên trì là cái gì cũng có cái gì ạ. Kiên trì là cái gì cũng có. Cái quà tặng của mình không chỉ giới hạn ở đây đâu. Và còn cái cơ cấu giải thưởng lên tới 100 triệu chắc chắn sẽ có tên các anh chị nếu chúng ta tiếp tục. Còn nếu chúng ta dừng lại thì đó là quyền lựa chọn của các anh chị thôi. Và Hằng cũng xin chúc mừng chị Báo, rồi người đã nhận được đến hai lần giải thưởng 2 tuần đấy chị ạ. Và chị Ngọc Anh là một cái gương mặt rất là mới, nhưng mà tuần 4 là chị có tận 4 cái video dự thi luôn, 4 cái video bài tập luôn. Và chị Ngọc Anh cũng có một cái tư duy làm video rất là hay luôn, cũng edit hay, nội dung cũng rất là tối ưu và đầy đủ, gọi là theo cái cấu trúc video mà Hằng chia sẻ thì chị cũng áp dụng đúng luôn. Hằng xin chúc mừng chị Ngọc Anh và chị Bạch Báo và chị Hiền Em. Thì rồi bây giờ thì Hằng cũng xin phép nhường mic cho MC Mimi nhá. Rồi, chúc mừng các anh chị ạ. Chúng ta hãy cố gắng tiếp tục nha các anh chị, tiếp tục để mình rèn luyện cái thói quen làm video các anh chị nhá. Vâng, cảm ơn mentor Hằng Lê rất là nhiều. Mọi người thấy có vui không ạ? Nếu mà thấy vui thì hãy thẻ bông, thẻ tim chúc mừng tất cả những anh chị em đã đạt được giải, cũng như là mọi người thấy là mentor nhà mình rất là tâm huyết đúng không ạ? Rất là tâm huyết, rất là năng lượng luôn. À vâng, bông hoa rất là nhiều. Để chứng tỏ là tới bây giờ vẫn còn gần 100 anh chị, sĩ số mình vẫn ổn định anh chị ha. Vẫn ổn định đến phút chót. Bởi vì là phút chót là mình ngồi ra sự công bố giải thưởng của mentor Hằng Lê. Thì chúng ta Lê Hằng thì còn ta, chúng ta cùng nhau là không biết là ai sẽ giật được quà ngày hôm nay nữa. Anh chị có hóng không? Anh chị có hóng không ạ? Nếu mà ai hóng thì comment chữ hóng lên khung chat đi ạ. Để xem thử vũ trụ sẽ gọi tên ai tiếp theo nha. Để xem vũ trụ sẽ gọi tên ai tiếp theo nha. Vâng, bây giờ hết chia sẻ giúp mình link mini game ạ. À,